Hà Nội. Alo, xin chào một khán giả gọi đến từ Hà Nội ạ. À, em chào ekip Cửa sổ tình yêu ạ. Chào bạn. À, vâng, năm mới em chúc cả ekip mạnh khỏe ạ. Và sẵn sàng đứng ra tư vấn cho các bạn và cả nước này là về vấn đề hôn nhân gia đình các trong cuộc sống ạ. Vâng, cảm ơn bạn và cũng thay mặt những người thực hiện chương trình chúc bạn một năm mới thật nhiều hạnh phúc và thành công nhé. Vâng ạ. Không biết là ạ. Ngày đầu năm như thế này thì bạn có băn khoăn điều gì khi gọi đến cho chúng tôi vậy? Vâng ạ, em xin trình bày là em năm nay 46 tuổi ạ. Rồi. Vâng, em đến từ Hà Nội thì em đã ly hôn ạ. Rồi. Vâng, thì trong thời gian cách đây sau thời gian ly hôn 1 năm thì em quen một bạn, bạn ấy cũng có gia đình rồi ạ. Rồi. Vâng, thì hai vợ chồng bạn thì qua một thời gian sau nữa thì em thấy bạn ấy tâm sự là hai vợ chồng bạn ấy đang gọi là trục trặc ạ. Có nghĩa là không còn mặn mà với nhau ạ. Thì là tình cờ là bạn ấy đi học thêm ạ. Rồi. Thì là cái hôm ấy học thêm thì buổi trưa thì chồng bạn ấy đón về này, buổi trưa xa nhà thì bạn ấy thì hai vợ chồng bạn ấy thuê nhà nghỉ ạ. Rồi. Vâng, xong rồi bạn ấy lại nghỉ ở đấy, xong rồi bạn ấy gọi em ra thì em lại bạn ấy lại bảo em là cứ ở sang phòng bên cạnh, ví dụ phòng 221 thì em lại ở 222 ạ. Thì gọi em cũng không biết là chồng bạn ấy đến. Thì là em đang với bạn ấy đang ở trong phòng thì bạn ấy cứ gọi điện cho ai đó sang thì bắt đầu mở cửa ra thì là chồng bạn ấy ạ. Thì là em cũng lúc ấy em cũng giật mình, bởi vì lúc mối quan hệ của em với bạn ấy thì chồng bạn ấy không biết. Vâng ạ, thì đến lúc xong rồi chồng bạn ấy ra và chúng em lại vẫn ở đấy trong phòng, trong một lúc sau em ra trước thì em không hiểu là chuyên gia thử tư vấn cho em xem là trường hợp như thế là trường hợp như thế nào, là mối quan hệ. Tức là hai vợ chồng cô ý đang ở một cái nhà nghỉ, một phòng nào đó, đúng không? Vâng ạ. Thì cô ta gọi điện cho bạn và bạn thuê một cái phòng bên cạnh. Cô ấy bảo là cứ sang phòng bên cạnh, cô ấy bảo sẵn trước cho em một phòng bên cạnh. Rồi, thế xong là cô ấy sang với bạn à? Vâng ạ, sang với em. Xong một lúc sau cô gọi điện thì là... Là chồng cô ấy sang? Ai đấy. Vâng, chồng cô ấy sang mà mở cửa ra, em lúc ấy tưởng là bị xuyên dao vào người. Thế xong lúc ấy có sự việc gì xảy ra không? Không có sự việc xảy ra, xong chồng bạn ấy ra mà em với bạn ấy lại vẫn ở trong phòng, bạn ấy bảo là không sao đâu, thực ra chúng em lại vẫn quan hệ với nhau, bởi lúc ấy xong rồi em lại ra trước, xong rồi hai vợ chồng bạn ấy về sau, em không hiểu là mà hai vợ chồng bạn ấy vẫn là chưa ly hôn mà vẫn có một đứa con. Tức là cũng chồng cô ta vào phòng của bạn và cô ấy nhìn thấy cái cảnh tượng như thế và họ cũng không phản đối, cởi quần áo hết ra rồi chứ không phải là bảo là đang quần áo bình thường. Vâng ạ. Thế anh ta cũng không tỏ thái độ gì à? Anh ta không tỏ thái độ gì với em là vâng, bây giờ chúng em thì vẫn mối quan hệ đấy, nhưng mà em vẫn hỏi bạn ý, bảo là thôi anh đừng suy nghĩ nhiều vấn đề đấy nữa. Em rất là em cũng hoang mang. Tôi cũng thấy hơi kỳ lạ. Vâng, em thấy chưa bao giờ em gặp mà em kể bao nhiêu người, mọi người mới cười. Tôi nghĩ là sẽ có một vụ hành hung rất là to sẽ xảy ra cái sau cái buổi hôm nay. Em bị là cái phóng dao ít nhất vào người. Vâng. Rồi, anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với bạn xem cái hành vi của cô ta như vậy thì có phải là bình thường hay không nhé. Xin mời anh Đinh Đoàn ạ. Rồi, đúng là đầu năm chúng ta gặp một câu chuyện chuyện lạ mà nếu như không được nghe em kể thì anh tin rằng ai đó bịa đặt thật. Vâng, em là em thực tế mà cứ cách đây có mấy ngày thôi chứ không phải là bởi nếu em... như nó là một vụ đánh ghen bị bắt quả tang thì anh tin rằng là nó đầy rẫy ra. Nhưng mà cái chuyện là một người phụ nữ vào nhà nghỉ với hai người đàn ông, một bên là chồng, một bên là tình nhân, trong ở hai phòng khác nhau, lại còn giáp mặt nhau. Thế may mà em không đứng dậy em bắt tay em ôm hôn cái ông chồng cô ấy, bảo là cảm ơn cậu, cậu ra ngoài tớ vui một tí, đúng không? Vâng. Em thế mà rồi sau đấy em vẫn cứ ở trong phòng, em vẫn vui được với cô ấy hả? Vâng ạ, đấy vẫn được. Và còn một chi tiết này nữa, lúc mấy hôm sau thì bạn ấy bảo là em muốn đổi gió, muốn kiểu quan hệ tay ba. Em mới càng nghi ngờ bạn ấy là bây giờ như nào mà sau em sợ quá, em chỉ sợ là sau này bạn ấy gài bẫy, vợ chồng bạn ấy gài bẫy em về tiền bạc ấy, bởi em ly hôn rồi. Thế này này, nó từ hôm đấy đến nay thì em có còn gặp nữa không và có còn làm nữa không? Còn, vẫn còn gặp lén lút riêng thì em bây giờ em cẩn thận, em phải chở, nếu mà đi gặp nhau thì em vẫn phải chở đi xa. Em có tính rằng tiếp tục duy trì cái mối quan hệ này không? Bởi vì em cũng 46 tuổi rồi.
lỡ dở một cuộc hôn nhân rồi bây giờ lại dư vướng vào một cuộc hôn nhân, dù cho là một người phụ nữ có chồng mà do chồng yếu sinh lý xong rồi chồng thì gọi là làm hiệp một, còn em thì hỗ trợ hiệp hai để cô ấy đạt được khoái cảm, hoặc là cô có một thói quen là chơi quan hệ kiểu tình tay ba, dần dần rồi đến lúc muốn rằng là một một bà hai ông đấy. Hiện nay là nó có hiện tượng trên mạng xã hội có những cái đôi mà quan hệ với nhau theo kiểu là trao đổi bạn tình này, thế rồi tình dục nhóm này, rồi tình dục tay ba chẳng hạn, mà tay ba là không phải là giấu mặt đâu mà đúng là hai ông một bà cùng một phòng ấy, chắc là cũng cho em làm quen dần là cô có một cái sở thích như thế. Thật ra anh nghe thấy cái mùi phức tạp mà mình thì không đủ thời gian, chẳng đủ các thứ, mà em thì cũng nghe như có vẻ rất là người lành lặn, làm ăn chân thành, chân gọi là chân chất thôi đúng không, không phải là tay em chơi. Làm kinh doanh về bên dược phẩm đấy ạ. Mình không phải là tay chơi, mình rất là muốn có một người bạn gái để mà mình có thể nghiên cứu tìm hiểu để tiến xa, mình có một cái cuộc hôn nhân mới, chứ mình không muốn là đi xa vào một cái bẫy của ai đó, hoặc là những mối quan hệ nó vô cùng phức tạp rồi mình hỏng cả đời mình. Em nghĩ xem có cần thiết phải duy trì mối quan hệ như thế này nữa không nhá. Vâng ạ. Mình hoàn toàn có thể nói rằng là sau cái buổi hôm ấy anh thật sự là lo lắng, anh cũng có tuổi rồi, anh cũng không muốn đồng vướng vào những cái chuyện nó không hay. Thế thôi thì anh rất là quý em, mà em thì cũng lại đang là người có gia đình. Thôi thì cái việc ấy thì có lẽ là chúng ta không thể tiếp tục đồng hành đi xa. Thế còn thỉnh thoảng cà phê uống nước thì cứ cà phê. Thế thôi nhá. Đấy, đấy mới là cái hướng của em. Chứ còn bây giờ mà để đi nghiên cứu tìm hiểu xem cô là đối tượng mà phụ nữ khát tình mà cần phải hai người tiếp sức hay là tham gia tình tay ba thì không phải nhiệm vụ của mình. Mình thấy đường nó khó khăn đi thì quay đầu, đúng không? Giống như ta gặp một con đường đang đi ở con đường Hà Nội hay Sài Gòn mà nó tắc ấy mà. Biết là người ta cảnh báo là cuối con đường tắc lắm thì nếu còn quay xe được thì hãy quay xe để mình tìm một con đường khác để nó thuận lợi hơn. Việc gì mà cứ phải cố gắng tham gia vào cái chỗ gọi là ùn tắc hay làm gì, đúng không? Vâng ạ. Nhá. Khó khăn quá, thấy nó khó hiểu quá, mình dừng lại. Đặc biệt là chẳng phải tình yêu ngút trời gì. Và cũng có thể cái người đàn ông mà bữa trước mà vào nhà nghỉ cùng với em chưa chắc đã là chồng, cũng lại là một nhân tình khác. Chồng anh ạ, nhà chồng ạ, bởi vì là trước là nhắn tin của em. Ừ, thôi được rồi, cái việc ấy thì là việc riêng của người ta. Mình thấy nó khó khăn thì mình dừng lại. Cũng như anh Đinh Toàn vừa chia sẻ thì rõ ràng là cái mối quan hệ này tôi thấy là cũng rất là phức tạp, và cái sở thích tình dục của cô ta thì cũng có thể là khác người một chút, và không biết là cái sở thích này nó có phổ biến không thưa bác sĩ Hoàng Thúy Hải. Tôi nghĩ là có thể là nó cũng là một cái hiện tượng tương đối là phổ biến hiện nay. Với một cái sự phát triển của xã hội như thế này, mạng xã hội nó cũng rất là mạnh, và nó cũng làm cho người ta có rất nhiều những cái tò mò hay là những cái thể hiện cái bản sắc cá nhân của mình. Tuy nhiên thì tôi cũng giống như anh Đoàn, cũng muốn gửi gắm tới bạn trai ở Hà Nội rằng là chúng ta phải hết sức thận trọng trước cái mối quan hệ như thế này. Tôi chưa nói về mặt tâm lý đâu, những cái nguy cơ về bệnh tật, những cái nguy cơ về khi mà mình quan hệ với nhiều người như thế là những cái nguy cơ nó rất hiện hữu và bạn có thể gặp phải. Đấy là những cái mắc các cái bệnh lây truyền qua đường quan hệ tình dục, chưa kể những cái mà nguy cơ tổn hại đến sức khỏe hoặc là thân thể nếu mình gặp phải những cái đối tượng rất là manh động. Vì thế chúng ta có cần phải đổi lấy những cái cảm xúc tình dục với nhiều những cái rủi ro như vậy không? Chị nghĩ rằng là em nên rất là thận trọng trước cái mối quan hệ như thế này nhé. Rồi. Và anh Đinh Đoàn cũng vừa chia sẻ với bạn đó là đường khó khăn quá thì chúng ta đi đường khác. Bởi vì qua cái trao đổi với bạn thì tôi thấy rằng bạn cũng là một người rất là thật thà, chân chất. Và mình đang đi tìm một cái mối quan hệ nghiêm túc thì không nên dính dáng vào cái mối quan hệ như thế này bạn nhé. Xin chào bạn, cảm ơn chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn. Quý vị đang theo dõi chương trình Cửa sổ tình yêu, số điện thoại tổng đài 0243 826 2625 đang chờ quý vị kết nối. Quý vị khán thính giả thân mến, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình Cửa sổ tình yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Lâm Đồng. Alo, xin chào một khán giả gọi đến từ Lâm Đồng ạ. Dạ, em chào anh Đoàn. Rồi, chào bạn. Câu hỏi của bạn là gì vậy?
em bị cảm nó yếu lý ấy. Cái gì cơ bản phải trình bày rõ ràng thì chúng tôi mới hiểu bạn đang hỏi gì chứ. Dạ, cả một năm nay chuyện vợ chồng em không ấy được rồi anh ạ. Thế à? Muốn hỏi anh cách nào anh? Năm nay bạn bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, em 47. 47, tức là một năm nay là nó liệt hẳn là nó không lên một chút nào à? Dạ, hay... nó không lên được anh. Thế à? Bạn có bệnh dạ. tật gì không? Dạ, em bị tai biến nhẹ anh. Bị gì? Tai biến nhẹ. À, bị tai biến. Dạ. Rồi, tức là đột quỵ à? Đã một lần đột quỵ à? 40 mấy tuổi nhỉ? Dạ, 47. 47 tuổi mà đã bị tai biến rồi. Dạ. Thế tại sao lại bị dạ. tai biến thế? Cách đây lâu chưa? Dạ, đi thì 2 năm rồi anh ạ. Bị 2 năm rồi á? Dạ. Thế bây giờ hình như bạn khó khăn trong việc giao tiếp ngôn ngữ hay sao nhỉ? Có bị dạ. tai biến thì một nửa người có bị làm sao không? Dạ, vẫn đi lại bình thường nhưng mà yếu anh ạ. À, có đi lại được bình thường nhưng hơi yếu đúng không? Dạ, và bây giờ thì bạn có phải uống thuốc gì không đấy? Dạ, có anh ạ. Uống hàng ngày à? Dạ, uống thuốc nam anh. À, uống thuốc nam, thì không uống thuốc Tây à? Dạ, có, em mà uống không khỏi. Rồi. Rất là chia sẻ với bạn và có vẻ như là bạn cũng rất là khó khăn trong việc giao tiếp không ngôn ngữ chứ cũng không phải riêng gì với chuyện quan hệ vợ chồng đúng không? Thế là được mấy em bé rồi? Các con lớn chưa? Dạ, lớn này. Ừ, lớn rồi đúng không? Và bây giờ dạ. bạn muốn cải thiện đúng không? Những cái dạ. điều đầu tiên thì tôi nghĩ rằng là phải cải thiện sức khỏe tổng thể đã nhá. Bây giờ thì bác sĩ Hoàng Thị Hải sẽ tâm sự với bạn. Mời chị Hải ạ. Chị chào em. Dạ, anh chào chị ạ. Hiện nay thì em có làm được việc gì không hay là ở nhà? Dạ, em ở nhà ấy, chị ạ. Em có đi lại được không hay là có làm được việc nhà nhẹ nhàng không hay là phải có người phục vụ em? Dạ, em đi lại là việc nhẹ được chị ơi. Thế sau cái lần mà bị tai biến đấy thì em có đi kiểm tra sức khỏe thường xuyên hay là có đi có uống thuốc định kỳ hay là như thế nào không em? Dạ có, chị uống thuốc định kỳ, uống thuốc nam. Chỉ uống thuốc nam thôi à, không phải uống thuốc Tây à? Tây mà không khỏi chị ạ. Không khỏi cái gì cơ? Không khỏi bệnh, cái đó nó khỏe. Tức là bây giờ em đang uống thuốc nam chỉ để mong muốn là cho thực hiện được việc quan hệ tình dục thôi chứ gì. Chắc là nó cũng ảnh hưởng đến cả không chỉ vận động đâu mà nó cũng còn ảnh hưởng tới cả ngôn ngữ rồi là những cái cách phát âm khác của em ý. Chị nghe có vẻ như là cả thính lực của nó cũng có vẻ ảnh hưởng. Bây giờ như thế này nhá, việc quan trọng nhất phải là sức khỏe của mình đã. Mình phải tập phục hồi chức năng để cho nó tốt dần lên này. Thế rồi tất cả những cái mà em bị hạn chế nay nó phải được cải thiện dần lên, đảm bảo nhất để cho cái cuộc sống của em nó đã tốt lên cái đã. Thế còn cái việc của em như thế kia ấy thì chị không rõ là có thể là do cái lần mình bị tai biến đấy nó cũng có thể ảnh hưởng tới hoạt động của cơ quan sinh dục. Cũng có thể là cái bệnh yếu sinh lý hiện nay ý, hay nghe em mô tả như là liệt dương ý, thì nó lại có thể là một cái bệnh mới không liên quan gì tới cái lần đột quỵ kia. Vì thế em ở Lâm Đồng có lẽ là em phải đi xuống thành phố Hồ Chí Minh nhá. Xong rồi là em khám luôn, khám kiểm tra lại sức khỏe của mình, xem những cái bệnh nền của mình mà nó gây ra tai biến cho mình, nó hiện nay nó ở mức độ như thế nào, thực trạng nó ra làm sao, có cần phải điều trị gì tiếp không, hoặc là điều trị duy trì hàng tháng không. Nếu được thì phục hồi chức năng, kiểm tra luôn cả phần phục hồi chức năng để cho cải thiện những cái phần mà hiện nay mình đang yếu. Em có thể khám chuyên khoa nam học. Vì chỉ có khám chuyên khoa nam học thì người ta mới biết được là nguyên nhân mà cái cơ quan sinh dục của em nó hoạt động không như mong muốn là nó do nguyên nhân gì, nó ở mức độ như thế nào, và từ đấy người ta mới có thể xử trí được cho em. Chứ còn bây giờ nếu mà nó đang hoàn toàn không hoạt động gì, hay mình dùng cái từ gọi là liệt dương, mà hỏi cách chị là làm thế nào để cho nó hoạt động mạnh mẽ trở lại trên một cái nền, một cái người như em thì rất là khó. Mình phải đi khám
hẳn ở chuyên khoa nam học thì mới có thể biết được nguyên nhân và từ đấy mới có thể điều trị được cho em nhé. Bạn đã nghe rõ những lời chia sẻ của bác sĩ Hoàng Thúy Hải rồi chứ? Bây giờ phải điều trị cái bệnh nền của mình trước đi đã nhá. Thì còn cái khi mà sức khỏe đã khá lên thì sau đấy thì tôi hy vọng là cái chuyện quan hệ tình dục của bạn sẽ được diễn ra tốt đẹp. Xin chào bạn nhé. Cảm ơn bác sĩ Hoàng Thúy Hải. Quý vị đang theo dõi chương trình Cửa sổ tình yêu. Số điện thoại tổng đài 0243 826 2625 đang chờ quý vị kết nối. Quý vị khán thính giả thân mến, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình Cửa sổ tình yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Cao Bằng. Alo, xin chào một khán giả gọi đến từ Cao Bằng ạ. Có tôi đây ạ. Vâng, chào anh ạ. Vâng, vâng. Vâng, anh hỏi vấn đề gì khi gọi cho chúng tôi vậy ạ? À, tôi thì... tôi cưới vợ năm 1980. Thế thì đến năm 1991 tôi đã có hàng 5 đứa con rồi. Vâng. Đến năm 1998 ấy, tôi phát hiện nhà vợ tôi lại đi ngoại tình. Vâng. Thế thì bây giờ ấy, thì tôi nhìn thấy vợ là tôi tức cấm rồi. Vâng. Không muốn lấy vợ này nữa. Tôi thấy tức lắm, và có khi tôi tức giận lên tôi thì uống một trận rượu rồi vợ lại chạy le kèn rồi. Vâng. Năm nay anh bao nhiêu tuổi rồi ạ? Tôi năm nay 69 tuổi rồi. Vâng. Thế là đánh vợ, đuổi vợ đi khi phát hiện ra vợ ngoại tình là cách đây khoảng 25 năm rồi. Ờ, nó đi lâu rồi. Nhưng mà từ đấy về tôi cũng chả muốn nhìn thấy vợ, nhìn thấy ghét luôn đấy. Rồi ạ. Thế vợ anh năm nay bao nhiêu tuổi ạ? Vợ tôi năm nay cũng 64 rồi. À. Thế mà bây giờ thì vẫn hai ông bà ở riêng à? Tôi ở với thằng thứ hai, nó ở với thằng cả. Thế à? Vâng. Thế Tết nhất thế này thì có về chung một nhà không? Thỉnh thoảng tôi có lên chứ, tôi lên chỗ nhà con tôi ở, nhưng mà tôi tức giận lên rồi tôi uống một trận rượu rồi nó chạy à. Rồi. Thế bây giờ ông muốn gọi đến Cửa sổ tình yêu, ông muốn chia sẻ điều gì? Chia sẻ tôi còn lấy nữa hay không? Hả? Tôi còn lấy vợ nữa hay không? Ông đã bỏ bà ấy chưa? Chưa bỏ đâu, nhưng mà bây giờ nhìn thấy là tôi ghét lắm rồi. Không ghét, ghét, bây giờ nhìn thấy là vẫn ghét rồi đúng không? Thế sao không bỏ ghét đi? Tính của nó như thế. Thì nếu mà ghét rồi thì bỏ đi thì mới lấy được vợ khác chứ. Ôi, mình già rồi chả lấy ai nữa. Thì có nhiều người động viên tôi là thôi chuyện đã qua rồi cho qua đi. Nhưng mà tôi ghét lắm mà, nhìn thấy người thì tôi ghét lắm mà. Rồi. Anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với anh nhé. Xin mời chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn ạ. Vâng, xin chào anh. Vâng, chào chương trình ạ. Vâng. Thứ nhất thì tôi nghĩ thế này. Giá như cái lúc cách đây 25 năm, anh phát hiện ra vợ mình không còn chung thủy và mình thì không thể chấp nhận được mà mình ly hôn lúc đấy, thì có khi bây giờ anh cũng có một cuộc hôn nhân mới, có thể không ôm hận thù cho đến bây giờ, chị cũng có thể có cơ hội đi lấy một ai đó nữa, không còn phải mặc cảm với cái chuyện là cứ nhìn thấy anh là sợ bởi vì anh uống rượu và anh đánh, đúng không? 25 năm qua anh sống trong ngục tù do anh tự tạo ra. Anh ôm ấp cái hận thù ấy, anh căm thù đấy. Đáng lẽ đấy người ta khuyên anh thôi, chuyện gì đã xảy ra thì xảy ra rồi, nó cũng một phần tư thế kỷ rồi, cũng ở với nhau có 5 đứa con rồi, bây giờ lên ông lên bà rồi, sung sướng gì khi ông một nơi bà một nẻo, trời cho khỏe lúc nào biết lúc ấy chứ, năm nay cũng ngót 70 rồi, một mai thì bây giờ anh bảo là cứ nhìn thấy mặt bà thì ghét, thế nhưng mà rồi mấy bữa nữa ấy, thì chẳng may trời bắt tội ốm đau nằm liệt giường liệt chiếu, các con nó còn bận rộn việc của nó, các cháu nó còn học hành, rồi không biết rằng anh có cần chị hỗ trợ gì không, cần giúp gì không. Tôi nghĩ có bao giờ chị xin anh tha thứ bỏ qua để rồi về nối lại không, chị chủ động ấy. Nó không xin lỗi, nó bảo là nó có quyền nó yêu đi, bây giờ nó khăng lên chứ. Anh chị bảo làm sao? Bây giờ nó, tôi nhìn thấy nó là tôi ghét lắm mà. À, vâng. Thôi thế thì tôi anh cứ tiếp tục ghét. Nhìn thấy mặt nó lần nào nữa. Đối với anh thì có mấy việc.
Việc thứ nhất thì anh lựa chọn đó là tiếp tục ôm cái ghét đấy cho đến lúc mà anh không còn biết gì nữa, và cả cuộc đời ngậm thuốc độc và tự chết. Đấy là cái thứ nhất. Việc thứ hai là mình nghĩ rằng đời ngắn lắm, còn chẳng được bao nhiêu nữa, thôi thì tha thứ cho nhau. Có thể là về chung một nhà, ghét không ngủ chung cũng được. Thế rồi cơm ai người ăn, việc ai người làm, tiền có các con bên lớn con bé nó cho, nó hỗ trợ để trồng thêm cái vườn cái tược này, nhặt nhạnh với nhau sống những năm tháng cuối cùng này, có ông có bà. Còn nếu như anh thật sự muốn rằng là thay đổi cái cuộc hôn nhân này khi anh mới có 69, thì tôi nghĩ rằng anh hoàn toàn có quyền là viết đơn ly hôn. Chị không viết thì anh viết cũng được. Về luật thì không cấm rằng là đến tuổi nào là không được ly hôn nữa. Có những người bảy mấy rồi ly hôn xong được một tuần sau thì ra đi thì cũng được, để được giải phóng cho nhau. Chứ tôi nghĩ rằng anh hiện nay cứ như thế này khổ quá. 25 năm rồi mà một mối hận xưa không, gọi là không cởi bỏ đi được. Ra như anh mà ở dưới xuôi này thì tôi cũng có thể khuyên anh đi tham gia những cái câu lạc bộ về dưỡng sinh, hay là đi học những cái lớp học mà về thiền đấy, người ta dạy cách buông bỏ trong cuộc sống ấy. Cái khốn khổ nhất đó là cứ phải ôm một thứ mà mình thấy nó không có ích lợi gì nhưng mà vứt đi không được, thì muốn mà vứt được thì nó phải có kỹ thuật, thì đó chính là những cái lớp học mà về thiền định, để học cách là buông bỏ những cái gì nó không có giá trị, những cái gì càng ôm chỉ khổ mình thôi. Anh đang giống như người mà chót bỏ vào miệng một viên thuốc độc mà bảo lè ra để cho nó đỡ độc thì không chịu lè, nhưng mà nhai thì không nhai được, nuốt thì không nuốt được, nó cứ ngấm dần dần và ngấm từ từ cái thuốc ở miệng của anh. Và người anh thì anh là người khổ nhất, chị là người phụ nữ, chị đang sống với các con, chị vui vẻ với các con, chưa chắc chị đã căm thù hay chị hận thù gì hay là chị khổ sở như anh đâu nhá. Cho nên là ba phương hướng: một, cứ ôm ấp cái hận thù này tiếp cho đến cuối đời; hai, nối lại. Nhưng mà mình ghét rằng là vợ mình lại sử dụng chung với người khác nữa, mình bực lắm. Vâng. Đấy thì tôi đã chỉ ra anh ba con đường, còn lựa chọn con đường nào thì đấy là quyền của anh nhé. Dạ vâng. Và tôi thì cho rằng là anh năm nay cũng là 69, 70 tuổi rồi. Và nghe cái giọng anh thì tôi thấy rằng anh là cái người hơi bị nghiện rượu đấy nhá. Nếu mà bỏ được thì tốt nhá anh nhá. Bởi vì tuổi mình cũng cao rồi, giữ gìn sức khỏe là chính. Xin chào anh, cảm ơn chuyên gia tâm lập Đinh Đoàn. Quý vị đang theo dõi chương trình Cửa sổ tình yêu, số điện thoại tổng đài 0243 826 2625 đang chờ quý vị kết nối. Quý vị khán thính giả thân mến, chương trình Cửa sổ tình yêu của ngày hôm nay xin được tiếp tục với cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Hưng Yên. Alo, xin chào một khán giả gọi đến từ Hưng Yên. Chào anh Thành Văn nhá. Dạ vâng, chào anh ạ. Vâng, tôi ở Hưng Yên đây, tôi nói chung là nó có cái bệnh nên là muốn hỏi cái chuyện này thì nó hơi khó nói. Vâng, anh cứ nói đi ạ. Chúng tôi cũng không thì biết anh là ai cả, lâm ra anh cứ tự nhiên anh nói thôi. Tôi hôm nay là tôi 60 tuổi nhưng mà nói là sức khỏe là nó cũng vừa yếu vừa khỏe, tức là nhưng mà cái vấn đề ấy là lôi cũng quá thì nghĩ là vợ thì năm nay tôi 60, vợ tôi 55. Vâng. Thì sức khỏe nó cứ yếu yếu, thì nó nói chung về cái thậm chí khó nói cái chuyện chăn gối thì là nó ấy lắm. Vâng. Nó ấy lắm là khỏe lắm hay là yếu lắm ạ? À? Vâng, nhưng mà nói hai ông Thành Văn ở chương trình là ông tôi nói chuyện với ông là tôi là nó yếu mà bà thì nó cũng tương đối, nhưng mà tôi sợ giữ lửa gia đình thì tôi là cũng nông dân ở Hưng Yên đấy. Dạ vâng. Nhưng mà tôi cái khoản nó yếu thì bây giờ muốn là làm thế nào rồi cho vợ ăn, mà người ta bảo vợ là cho ăn rau răm với trứng vịt lộn này nó giảm ham muốn của bà sao mà bà lắm lúc bây giờ tôi hỏi bụng không nói có vợ ở đây. Dạ vâng. Rồi. Nhưng mà ý nói là sợ bây giờ cái tuổi 60 thì mà tôi thì chán ngán như là lắm cái trường hợp mà vợ nó chán nó bỏ đi thì tôi chết. Rồi, tóm lại là anh muốn giữ lửa gia đình như anh vừa trình bày đúng không? Vâng vâng. Thế bây giờ là anh bảo yếu lắm, thế là một tháng được mấy lần? Là có hôm mà 2 tháng mà cũng không làm ăn được cái gì, nên là
bà chán, bà chán, bà ấy bảo tôi nói nhỏ là với tôi là bảo tôi lúc này tôi có khi tôi bỏ ông tôi lấy ông khác rồi, tôi chán lắm mà. Mà bà cứ bảo mà sợ là bà ấy, bà ấy, nhưng mà chưa gia đình thì chưa sao ý, tôi hỏi là một là làm thế nào mà chữa cho tôi. Dạ vâng. Ông phụ đâu nó tăng tăng lên tí mà vợ làm thế nào nó giảm là muốn đi tí thì mấy rồi. Năm nữa là bà ấy già như tôi thì đỡ. Vâng, thế là anh có bệnh tật gì không? Bệnh nền gì không? Cái bệnh thì nó lo lắm, bệnh lắm cơ ông Thành Văn, là cái bệnh là cái bệnh tai biến mạch máu não ấy. À, đã bị tai biến rồi. Tai biến mạch máu não là bây giờ bị áp huyết cao, uống thuốc ở bệnh viện não khoa Hà Nội đấy. Lại huyết áp cao. Xong lại tiểu đường, xong lại mỡ máu nữa. Tức là hội đủ nhiều loại bệnh của người già với anh rồi đúng không? Vâng, mà nếu mà bảo vợ tôi nó bảo là nếu ông uống thuốc ở cái bệnh viện huyện Năng Nhặng là ông chết. À. Nên ông phải đi lấy ở Hà Nội thì thuốc cao cấp thì là nó ấy, nhưng mà tôi chỉ muốn quý bà ấy là muốn làm thế nào đấy, là ý nói là hai việc, là một là hỏi ông Đinh Đoàn, ông ấy nói về cái tâm lý là mình ăn ở với vợ thế nào cho nó hạnh phúc cùng bố vẩn, là vợ nó đi là trốn đi như mọi người là chết. Rồi thế anh mong muốn được gặp cả chuyên gia tâm lý và bác sĩ và thì bác sĩ hôm nay thì trong phòng thu sẽ có cả hai người, thì đầu tiên xin mời chị Hoàng Thúy Hải sẽ tâm sự với anh nhé. Vâng ạ, tôi chào anh ạ. Ôi, chào bà Thúy Hải. Ôi ôi. bà theo cứu tôi với không gì cái việc lắm, cái căng. Nhưng mà tôi nghe giọng anh thấy vẫn tốt mà. Vâng. Tôi là nhạc sĩ. À, tôi là thế nhạc sĩ sáng tác đấy. À vâng mà ạ. Tôi tôi nói chuyện với bà này là tôi sáng tác được cho bà một bài hát được đấy. À thế ạ. Vâng. Vâng, đúng là anh chúng tôi gọi là có loại hình thần kinh nghệ sĩ, cho nên là anh nhìn mọi thứ nó cũng có vẻ thăng hoa hơn người khác. Vâng. Tuy nhiên thì những người mà có chất nghệ sĩ thì cũng hơi mong manh một chút, vì thế với những cái nỗi lo ấy, người này thì chỉ lo ít thôi, nhưng mà với nghệ sĩ có thể nỗi lo nó tăng lên rất là nhiều. Vâng. Đấy, đúng bà nói đúng. Vâng ạ, tôi cũng nghe chuyện của anh với anh Thành Văn rồi ạ. Vâng, thứ nhất là tôi cũng vẫn muốn nói với anh rằng là cho dù như thế nào thì sức khỏe của mình vẫn là quan trọng nhất anh nhỉ. Vâng. Vâng, đúng rồi. Việc mình điều trị lo cho tôi, nhưng mà mỗi tội nó chán ấy bà Hải ạ. Anh ơi. Chán tôi này. Vâng. Việc mình tuân thủ các cái phác đồ điều trị, mình điều trị theo đúng cái hướng dẫn của bác sĩ và mình tự lắng nghe cơ thể của mình để phát hiện những cái yếu tố bất thường. Đấy, bây giờ mới là vấn đề quan trọng nhất ạ. Vâng, chỉ bởi vì nếu mà đã bị tai biến một lần mà tai biến lần hai nữa thì bao giờ nó cũng phức tạp hơn và cái đúng khả rồi, năng rồi, phục hồi của nó sẽ khó hơn nhiều ạ. Vâng. Thế cho nên là bây giờ anh lấy thuốc ở đâu cũng được, như anh theo một nơi như thế rất là tốt. Phải tuân thủ đúng với cả hướng dẫn cũng như là cái phác đồ điều trị của bác sĩ. Anh cố gắng xem cái phần phục hồi chức năng ấy ạ. Để xem là những cái phần nào mà sau tai biến mình bị yếu thì mình có những cái bài rèn luyện thể lực cho nó phù hợp. Ăn quan kiêng trọng đi bà Hải ạ, tôi ăn kiêng mà. Vâng, đấy, lại còn ăn kiêng nữa. Vâng, anh quan trọng nhất của anh bây giờ là sức khỏe của anh là chính ạ. Vâng. Cái thứ hai nữa là anh cứ hoàn toàn yên tâm là khi mà sức khỏe của anh tốt, được cải thiện thì cái vấn đề kia nó sẽ được cải thiện hơn. Chứ còn bây giờ nếu mình đang dùng các cái loại thuốc mà điều trị tăng huyết áp, thuốc tiểu đường thì tác dụng phụ của những cái thuốc đấy nó cũng có thể làm cho anh bị yếu nhá. Vâng. Cho nên là anh tôi rất thoải mái. Vâng, cho nên là anh hoàn toàn là cứ yên tâm điều trị theo cái hướng dẫn của bác sĩ ở viện lão khoa. Thì khi mà sức khỏe của mình ổn định thì mọi thứ nó sẽ ổn định hơn. Thứ hai nữa là tôi muốn nói để anh yên tâm về mặt phụ nữ là năm nay chị đã 55 tuổi rồi. Chắc là chị cũng mãn kinh rồi đúng không anh? Đúng rồi. Vâng, giai đoạn này có thể hồi xuân lại một chút. Có thể là chị thấy cuộc đời nó cũng đẹp hơn, vui hơn, cho nên là cái ham muốn của chị có thể nó tăng một chút. Nhưng anh hoàn toàn có thể yên tâm, bởi vì là cuộc sống thì nó còn tình, còn nghĩa, còn rất nhiều thứ khác nữa. Với một người mà thôi thì mình không làm chuyện ấy không như mong muốn thì anh sáng tác thơ đi, anh sáng tác nhạc đi, anh tặng chị ấy. Có đang sáng tác.
Vâng, có rất nhiều thứ anh có thể làm cho chị ấy vui chứ không phải là chỉ vì cái chuyện kia. Vả lại bây giờ người ta mong muốn cho nó khỏe chẳng được, mình lại dùng cái thuốc gì để cho nó yếu đi thì không có đâu anh ạ, nhá. Vâng, anh cứ yên tâm, vài năm nữa thì chị ấy cũng sẽ vẫn ở bên anh thôi mà. Rồi, và chia sẻ về việc làm thế nào để đáp ứng được nhu cầu của vợ thì anh Đinh Đoàn sẽ nói chuyện tiếp với anh một chút nhé. Vâng, xin chào, xin chào. Vui tươi lắm. Vâng, vâng, chào anh. Bác sĩ Hoàng Thị Hải đã chia sẻ với anh khá nhiều rồi. Tôi thì chỉ nói có hai điều thôi. Thứ nhất là cái chuyện duy trì cái tình cảm, cái tâm lý đối với vợ. Việc thứ hai là cái kỹ thuật để mình giúp cho bà thôi thì không được ít được nhiều, nó cũng có được một tí ti cho đỡ thiệt thòi, đúng không? Đúng rồi. Cái việc đầu tiên về mặt tâm lý, tình cảm thì dành thời gian cho chị nhiều hơn đi. Thôi thì anh thì sáng tác rồi, nhưng mà sáng tác này toàn sáng tác về những cô gái xinh đẹp ở nơi khác là cũng chết đấy. Sáng tác hẳn cho bà một bài đi. Sáng tác dùng Đinh Đoàn một bài được. Rồi. Nếu muốn hát thì là tôi hát được. Thôi vâng, được rồi, lúc nào rảnh rỗi thì tôi sẽ nghe anh hát sau. Cái thứ hai là mình ở bên bà ấy rảnh rỗi, bây giờ ông bà cũng toàn 55-60 rồi, các cháu các con chắc nó cũng lớn rồi, mình cũng buông ra không cần quá quan tâm. Anh nghề nghiệp như thế và tôi tin rằng chị kinh tế thì không quá khó khăn, dành thời gian chở nhau đi chơi, thăm thú đây đó. Khi thì lên Hà Nội, khi thì đi quan họ Bắc Ninh, khi thì lên Chí Linh, Sao Đỏ mình chơi. Cái việc thứ hai là anh sợ mất ấy, thì anh phải nghĩ ra nhiều những việc hay ho để mình giữ cho người phụ nữ của mình ở bên cạnh mình. Đó là cách phòng tránh để người khác người ta không lấy mất, đúng không? Tôi muốn chia sẻ với anh đó là quan hệ tình dục vợ chồng không phải chỉ là việc giao hợp. Giao hợp thì thường là nhằm mục đích sinh con. Thế còn bây giờ thì chúng ta không cần có nhu cầu sinh con nữa. Mục đích quan hệ tình dục là để cho vui vẻ. Thế thì chúng ta có nhiều cách vui lắm. Nhiều bác 80 bác vẫn chiều vợ bằng cái việc là mình có chân tay mồm miệng cơ mà, đúng không? Cái kia nó hỏng nhưng mà cái miệng mình còn. Rồi cái tay mình còn. Mình hoàn toàn có thể dùng tay mình kích thích, mình xoa nắn mình. Thế thì đấy, nhắc là hai điều. Một là làm cho cái đời sống tâm lý tình cảm nó thăng hoa cải thiện, vui vẻ một chút, chứ ôm làm gì ba mẫu với lại ba xào ruộng. Thế cái việc thứ hai là mình đã yếu cái này thì phải có cái khác để bù. Ta không có gạo thì cố phải ăn ngô ăn khoai để cho nó đỡ đói lòng chứ, đúng không? Được ông ôm ấp, ông không làm được, cái kia nó xìu nhưng mà thấy ông cũng tích cực, mồm miệng cũng khá, nhanh nhạy, tay chân thì cũng khỏe khoắn, cũng mần ra trò. Thế thì nó cũng đỡ thèm nhá. Rồi, riêng tôi thì tôi có nhận xét như thế này anh ạ. Chuyện kia thì đã yếu kém toàn tập rồi mà anh nói nhiều như thế này thì tôi nghĩ rằng là chị chán anh đấy nha. Phải điều tiết lại cái chuyện mình hay thích nói nhiều như thế đi nhá anh nhá. Xin cảm ơn chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn và bác sĩ Hoàng Thúy Hải. Xin chào anh. Quý vị đang theo dõi chương trình Cửa Sổ Tình Yêu, số điện thoại tổng đài 0243 826 2625 đang chờ quý vị kết nối. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình Cửa Sổ Tình Yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại khác. Cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Ninh Bình. Alo, xin chào khán giả gọi đến từ Ninh Bình ạ. Vâng, xin chào chương trình Cửa Sổ Tình Yêu. Dạ vâng, chào chị ạ. Tôi có câu hỏi là tôi có cậu con trai năm nay học đại học năm thứ hai, mà một năm rưỡi trước thì ở với anh, nói chung không có điều kiện gì. Vâng. Thằng học đại học này thì từ vốn đến giờ là ở nhà là nhiều những công việc lặt vặt, ví dụ giặt quần áo, rửa cửa bát, nấu cơm quét nhà là không làm, bây giờ nên anh thì cũng không làm, thì anh cũng đã thương hại, học hành thì anh cũng nấu trước cho ăn rồi, nhưng bây giờ ý cậu là này muốn xin ra ngoài ở riêng thì rồi. Nó bảo là cho con đi ra ngoài con ở, thì có một anh kia anh ấy là cũng cô giáo cũ của nó học lớp 12, bây giờ anh ấy đi làm rồi, con đi sang ở với anh kia con học cái gì mà con chưa hiểu thì con hỏi anh đó, thì gia đình cũng đang băn khoăn, cũng chưa muốn cho bạn này ra, cho nên thì xin ba anh Đinh Đoàn tư vấn giùm gia đình ạ. Rồi, thế là hiện tại là đang ở với anh trai ruột ạ? Đang ở với anh trai ruột một năm rưỡi rồi, bây giờ bạn lại muốn xin ra ngoài. Rồi, anh trai ruột thì đã có vợ con gì chưa hả chị? Có rồi, có con, có cháu học lớp 5 rồi, mình cậu một vòng hẳn hoi riêng. Rồi. Tóm lại là cậu năm thứ hai chắc là 2004 đúng không? Đúng là rồi. Đang lên ở với anh trai ruột của mình ở Hà Nội, học đại học, để học đại học đúng không? Năm thứ hai rồi.
Và đợt này thì lại muốn ra ngoài ở với một anh nào đó, bởi vì với lý do là anh ấy kèm cặp và có thể gọi là cái tuổi nó ngang ngang so với cậu ý, chứ không phải cách xa như là anh trai ruột của mình, đúng không? Không, hơn nữa rồi anh Thành Phan là bạn kia, bạn anh kia anh đi làm rồi á, anh cũng cùng học cùng khoa công nghệ bách khoa anh. Chứ anh bạn đang mới chuẩn bị rủ là chưa có gia đình, anh ra trường rồi đi làm rồi. Thì nó sẽ thoải mái tự nhiên hơn so với ở anh trai của mình, chứ lại có cả chị dâu, có cả cháu ở đấy thì nó thoải mái hơn là đúng rồi, gì nữa. Nhưng mà vấn đề là thằng này là nó có cái khuyết điểm là nó ưu điểm của nó học giỏi, qua từ trước tới giờ thì học giỏi rồi, nhưng mà mỗi cái nó hút thuốc ở nhà, hút thuốc nào sợ ra đấy hút cả điện tử, sợ nó đi bạn bè rồi nó nghiện ma túy. Ôi giời, chị lo xa thế. Nó có một ưu điểm là học rất giỏi. Ưu điểm thứ hai nữa là mẹ mong muốn là phải nghe lời mẹ, bắt ở với anh trai là phải ở với anh trai chứ không được ra ngoài nữa, thì chị sẽ toàn tâm toàn ý, đúng không? Anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với chị nhé. Vâng, xin chào chị, xin chào mẹ. Chào anh Đinh Đoàn ạ. Rồi, thứ nhất thì phải nói là thế này, cháu nhà mình là 20 tuổi rồi, nó là một công dân lớn rồi đấy. Nếu đi bộ đội mà học mà xong 18 tuổi mà đi bộ đội là cũng sắp được ra quân rồi đấy, là trưởng thành rồi, về là mẹ chuẩn bị lấy vợ cho rồi đấy. Thế nhưng mà vì bạn đi học cho nên là mình cứ nghĩ rằng là một cậu học trò, chứ một thanh niên 20 tuổi làm chủ cuộc sống của mình rồi, mẹ còn chạy theo đến bao giờ. Ngay cả nếu như nó có hút thuốc lá điện tử hay là nó có làm gì chăng nữa thì nó ở ngay nhờ nhà với bố với mẹ, nó vẫn có thể làm cái chuyện đó cơ mà. Thế còn cái việc là giá như bây giờ mà nó kinh tế khó khăn, đang ở với anh với chị đỡ tiền đi, mà bây giờ lại phải đi ra ở với ai đó, lại mỗi tháng phải mất thêm 1 triệu, 2 triệu đóng tiền thuê nhà, thì mình còn có cái lý do để mình nói rằng con ơi, nhà mình kinh tế khó khăn, ở với anh chị chẳng tốn kém cái gì, chả mất cái gì, tiền ăn tiền uống anh chị cũng hỗ trợ, nhà thuê trọ cũng không cần. Bây giờ mà nó ra ngoài nó thuê với một bạn nào đó mà nó chung phòng, mà cái phòng cái 2 triệu nó chi đều mỗi tháng được 1 triệu, tự nhiên mình mất thêm tiền ấy, thì mình còn có thể có lý do là ngăn cản. Còn đây mình nói với con là không, cứ phải ở với anh chị cơ, không được ra kia, thì chị định lấy cái lý do gì, đúng không? Nó ở với hai người cùng ngành công nghệ thông tin, đều là trai chưa vợ, lớn hơn một chút tuổi, nó cũng gọi là dễ thông cảm với nhau, hút thuốc lào tuyết liếc hay là lười không có quét nhà thì cũng không bị lườm nguýt nhắc nhở gì, đúng không? Thế cho nên chắc chắn là cậu con trai thì sẽ thích ở ra ngoài, ở riêng. Cho nên là về tôi nghĩ rằng là chị có cấm chắc cũng chả được đâu, mà nó cứ xách túi ra đi thì bây giờ mình làm sao. Cho nên mình thứ nhất là đồng ý, mình biết rằng cái người ở kia nó là ở đâu, hiện nay cuộc đời sống thế nào, đấy có phải là trai hư hay không, biết đâu anh ấy đang là kỹ sư, anh đang làm ở công ty lớn, con mình lại có những điều kiện tiếp xúc với những người cùng học cùng ngành mà lại ra trường trước rồi, biết đâu anh dẫn dắt để biết được những cái mối quan hệ để sau này ra trường lại có chỗ việc làm thì sao, đúng không? Thế cho mình cứ nhìn rộng ra, chứ còn cứ sợ đi ra ngoài là hút là hít là chích ý, thì tôi nghĩ rằng có ở với anh nó mà nó có hút nó chích thì anh chả biết được. Nó là ý thức của mỗi người thôi. Mình tin con, mình chỉ nhắc nhở là ra anh em ở với nhau được thì đỡ. Con có ốm có đau thì có anh có chị, bố mẹ thì đã xa rồi, thôi bây giờ con quyết thế thì tùy con thôi. Thế nhưng mà với điều kiện là không phải đóng tiền nhà, nếu anh kia anh bao nhé. Chứ còn đang tự nhiên lại mất thêm một khoản tiền, nhà mình thì khó khăn thì không nên. Rồi, chị đã nghe rõ rồi chứ. Mà biết đâu là cái anh chàng kỹ sư ra trường kia mà lại cùng công nghệ thông tin chẳng hạn, với cái ngành nghề mà con trai của mình đang học ấy, thì anh hoàn toàn anh có thể dẫn đi làm thêm và làm quen những cái công việc mà khi ra trường là có thể bắt nhịp được ngay. Chị nhá, xin chào chị. Cảm ơn chuyên gia tâm lập Đinh Đoàn. Quý vị đang theo dõi chương trình Cửa sổ tình yêu, số điện thoại tổng đài 0243 826 2625 đang chờ quý vị kết nối. Điện thoại gọi đến từ thủ đô Hà Nội. Chào các cô chú trong chương trình Cửa sổ tình yêu ạ. Chào bạn. Hôm nay thì cháu gọi đến chương trình và nhờ tư vấn một cái câu chuyện của về hôn nhân gia đình, mà đây lại không phải là câu chuyện của cháu mà là câu chuyện của bà chị gái nhà cháu. Chị gái nhà cháu thì kết hôn từ năm 2010. Bây giờ là được đang được bốn cháu. Thế cơ à?
mà trong khi đó là bây giờ có đi làm công ty nhưng mà bây giờ đã đang quan hệ với một mối với một bà kế toán ở trong công ty. Thì bây giờ thì thực ra một câu là muốn được các cô chú tư vấn một cái câu chuyện như thế này để cho bà chị gái cháu có thể là có một cái phương án nào giải quyết. Bây giờ thì ông anh rể thì ông lại muốn là ly hôn. Bà chị gái nhà cháu thì lại không muốn ly hôn vì con là hướng về các con nhiều. Đấy. Bà chị gái nhà cháu thì lại được 4 đứa. Rồi. 4 cháu. Cháu đầu thì năm nay học lớp 9. Và cháu nhỏ thì đang 2 tuổi. Mà bây giờ những gia đình mà ly hôn thì nghe khổ các con các cháu quá. Rồi. Muốn được chương trình tư vấn là bây giờ là cứ để như vậy hay là ly hôn hay là như thế nào? Hai vợ chồng có làm chung công ty không? Hai vợ chồng thì lại khác công ty. Rồi. Thế thì ý kiến của anh rể về vấn đề này như thế nào? Có muốn là bỏ vợ con để đi đến với cái chị kế toán trưởng không? Thì trước mắt là không biết là có đi đến với bà chị kế toán kia hay không. Thế nhưng mà bây giờ ông anh rể thì lại xác định là nếu ly hôn là ông ấy sẽ ly hôn. Mà bà chị gái nhà cháu thì lại muốn là bây giờ chỉ cần ông anh rể nhận lỗi cái là hai vợ chồng vẫn quanh chứ không có sống tiền nuôi các con ăn học. Rồi. Cái hoàn cảnh của cái bà kế toán trưởng là như thế nào bạn có biết không? Bà kế toán trưởng thì theo được gia đình cũng có tìm hiểu rồi. Này thì cuộc sống thì bà này cũng rất là bình thường thôi nhưng mà được ông chồng của bà ấy thì lại cũng kiểu sống buông thả. Nên người ta cũng đã bà chị gái cháu đã có gặp riêng ông chồng của bà kế toán kia và cũng đã có nói chuyện. Nhưng người ta lại nói lại với một cái kiểu nói rất là sắp và giang hồ là tại bên mày không giữ được chồng thì phải chịu. tại bên mình cũng không giữ được vợ nên cũng tự chịu đúng không? Vâng. Mà gia đình đang rất là đau đầu. Rồi. Khi là bà chị gái cứ thỉnh thoảng lại lên trên đấy không muốn ở nữa. Nhưng mà được cái thì theo nhà cháu biết thì lại bên nhà nội của ông anh rể thì cả nhà cũng chỉ trích rất là nhiều. Nhưng mà ông này bây giờ ông kiểu như thế, ông dính bùa dính bả hay sao mà ông không buông ra được. Rồi. Bạn năm nay thì bao nhiêu tuổi nhỉ? Đã có vợ con chưa? Cháu có vợ con rồi ạ. Cháu được 2 cháu có con là cháu năm nay 36 tuổi ạ. Đã bao giờ say nắng cô gái nào ngoài vợ chưa? Có say rồi chứ. À đấy. Thế là mình cũng phải thông cảm với hoàn cảnh của anh rể đúng không? Anh Đinh Hoàng. Nhưng mà cháu say nắng thì cháu có thể cháu say nắng thì là phải chữa cảm nắng luôn đúng không? Nhưng mà với anh rể thì có vẻ là cái say nắng này nó hơi quá đà rồi. Dạ. Anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với bạn nhé. Mời anh rồi, Đinh Đoàn. Chào bạn trai. Lần đầu tiên trong lịch sử hơn 1/4 thế kỷ của Cửa Sổ Tình Yêu mới có một cậu em trai hỏi chuyện lo lắng cho chị gái của mình. Thật sự ra cái điều này rất là quý bởi vì mình nói thế chứ nhìn thấy chị và các cháu vất vả khổ sở mà bất lực thì thực sự cũng không đành lòng đúng không? Dạ. Thế bây giờ hỏi một chút đi, anh chị có ở cùng nhau ở với bố mẹ chồng hay ở nhà riêng hay ở biệt thự, nói chung đời sống kinh tế của anh chị thế nào? Nói chung đời sống kinh tế thì cũng khó khăn lắm chú ạ. Thế hả? Ở riêng rồi, ông bà nhà đó thì được 2 anh em trai thì bây giờ cũng phân đất ở riêng hết rồi, ai có cuộc sống người đó tự lo rồi. Rồi. Thế xong rồi, 4 đứa con, lớn nhất lớp 9, bé nhất bao nhiêu rồi? Bé nhất mới có 2 tuổi rồi chú ạ. Úi dồi, thế hả? Thế rồi, anh rể của mình có làm sếp không? Hay là chỉ là một nhân viên bình thường ở trong cái công ty ấy? Công nhân bình thường trong công ty thôi chú ạ. Hai vợ chồng đều là công nhân đi làm công ty. Chị gái mình thì cũng có kinh tế độc lập, cũng đi làm, cũng, đúng không? Có kinh tế độc lập ạ. Ông anh rể ngoài cái sự đi cặp bồ ra thì các cái việc khác tốt không? Chăm sóc con cái rồi mang lương về đưa vợ rồi nói chung là ứng xử các thứ được không? Cháu lại có thêm một cái này đúng không ạ? Có nghĩa là cháu này từ trước đến giờ thì vậy, cháu không chê gì ông ấy một điểm gì cả. Rượu chè thì không uống. Cờ bạc thì có khi là vui thì chơi một tí mà chả vui thì thôi. Mà đi làm về thì được tiền thì mang tiền về đưa lương cho vợ để đấy, có chi tiêu lo cho các con ăn học. Người đàn ông tốt thế, chả trách được nhiều phụ nữ thích. Nhưng nó lại xảy ra một cái chuyện như thế, gia đình rất là đau đầu.
Ở trên mạng rất là nhiều phụ nữ cứ viết nói là cái người đàn ông chịu khó làm ăn đi làm đưa tiền về cho vợ không rượu chè đến đâu cả rồi đây chứ đâu, đúng không? Có lẽ là nhiều người thích quá, thành ra anh trai của mình có giá, anh rể có giá. Nói vui vậy này, chứ thật ra thế này, nhìn nhận một con người thì chúng ta cũng phải tập nhìn giống như là cô giáo mà đánh giá học sinh ấy. Văn nó học được, toán nó học được, lý nó được, đạo đức nó tốt, rồi ý thức nó tốt, thể dục nó được, có mỗi môn tiếng Anh thì nó kém. Thế thì cứ môn nào tốt thì cho điểm tốt, môn nào kém thì cho điểm kém, rồi mình đưa lên bàn cân cân nhắc rồi tính điểm trung bình mà, đúng không? Thì nếu mà thấy tiên tiến thì vẫn phải xếp tiên tiến, mà khá thì vẫn phải đánh giá là khá, không phải vì một môn mà học kém mà mình có thể đuổi cái học sinh ấy, đúng không? Thế thì ông anh rể của mình từ trước đến nay kinh tế gia đình khó khăn, cũng tự lập, hai vợ chồng lấy nhau mười mấy năm rồi, sinh bốn đứa con, cũng chịu khó đi làm công ty, lương mang tiền về cho vợ, rồi vân vân, đến mình là cậu em vợ mà còn đánh giá là rất là tốt. Thì vậy là bản chất người này là người tốt, việc đầu tiên được khẳng định như thế. Còn cái chuyện mà nó có vướng vào cái mối quan hệ ngoài luồng thì thật ra cái thời buổi này nó không phải là bình thường. Tất nhiên là đáng lên án, nhưng nó cũng không phải là ít gặp phải. Anh thì anh tin rằng là không có cái người đàn ông nào mà bỏ vợ với lại bốn đứa con này mà đi đến với một cái cô kế toán còn đang còn có chồng mà chồng lại còn buông thả, đúng không? Chắc chắn đôi này là cái đôi mà thật ra thì đôi bên cũng thiếu thốn bù đắp cho nhau. Chị kia thì chị có chồng nhưng mà chồng chán quá, trong khi nhà mình thì có ông anh rể lại sáng ngời đạo đức, thế là rồi chị ngưỡng mộ. Chứ chắc là giành giật thì khó, mà ông anh thì không dại. Anh ấy đồng ý ly hôn vì là chẳng hạn như là chị gái của mình gây áp lực quá, trong lúc thì anh còn đang say cái chị kia, bên này thì cứ gây áp lực, thế thì ly hôn. Đôi khi cái câu ly hôn ấy chỉ để thể hiện rằng là một cách mệt mỏi rồi, để từ từ. Thế nên là đừng có vội vã là ly hôn thì ly hôn, rồi viết đơn đi tôi ký. Rất nhiều đôi như thế rồi bị làm hỏng một cuộc hôn nhân, sau đấy lại ngồi lại tiếc. Giá mình bình tĩnh kiên nhẫn hơn một chút. Cho nên là việc là nếu như không mất thì anh cũng không mất được đâu nhá. Nói với chị là cứ tằng tằng bình tĩnh. Nhiều cái ông đàn ông cũng gặp bồ đấy, nhưng không phải ông nào cũng bỏ vợ đâu. Thế còn cái cách thức tiếp theo của chúng ta đó là chị phải khẳng định rằng thế này, chị cũng đi làm đi, nói anh ấy ít thôi, chửi anh ấy ít thôi, khẳng định rằng không có anh ấy mình vẫn làm, mình vẫn nuôi con, bố thích về về, không về thôi, anh đã không coi cái nhà này là gia đình thì đây tôi cũng coi anh như là không còn. Thế xong rồi đi thì đi, về thì về, tất nhiên không phải nói lôi kéo các con về để chiến đấu chống lại bố, nhưng mình sống một cách nó tự nhiên đàng hoàng. Thứ bảy chủ nhật ông có ở nhà thì mình cũng thấy bình thường, chả phải vồ vập, chẳng phải khóc anh đừng bỏ em, rồi đừng bỏ bốn đứa con, rồi tội chúng nó, ông lại tưởng ông ghê gớm lắm, đúng không? Nói thế chứ một người đàn ông có vợ rồi đang có bốn đứa con, để mà người ta cặp bồ một tí thì người ta cặp, chứ còn để mà lấy ông ấy thì cũng không phải nhiều người muốn lấy đâu, không tin hỏi bác sĩ Hoàng Thế Hải mà xem. Thực ra thì phụ nữ người ta cũng khôn chán, ở đây là người ta thiếu cái gì người ta tìm cái đó thôi nhá. Thế rồi rất là may là mình lại có rất là nhiều đồng minh, bố mẹ chồng này, rồi anh chị em bên chồng này, rồi thì cứ dần dần làm sao để mà khi mà chúng ta một cái ấm nước mà đang sôi, chúng ta phải chờ cho nó nguội nguội thì chúng ta mới thò tay và chúng ta mới rót nước ra chúng ta mới uống. Còn giờ nó đang sôi sùng sục, nó vừa anh rể mình với cô kia mới cặp bồ, nó đang ở đỉnh cao, chỉ cần một ngày không nhìn thấy nhau là lòng nó đã thèm lắm rồi, mà có một ai đang ngăn cản thì thường là người ta rất là khó chịu, đúng không? Thế nhưng mà rồi cái gì chả thế, đến vợ còn chán huống chi như bồ, vài bữa nữa rồi cũng chán. Hai nữa là cái cách mà chị gái gặp gỡ cái ông anh chồng có kia cũng là một hướng đấy. Hai mũi tấn công, mình nội công ngoại kích. Mình phía nhà người nhà mình thì mình lôi về, phía bên kia thì phải tìm cách đẩy ra. Chả có người đàn ông nào kể cả một ông ất ơ cũng không ghen, cũng vẫn ghen với vợ. Nếu như mà lại biết rõ rồi đây, chồng vợ anh đi với chồng tôi đây, chị còn nhắn tin cho chồng tôi thế này, đưa ra những cái bằng chứng mà đủ gây sốc, thì anh chồng anh sẽ là người đứng về phía với mình, anh ấy sẽ lôi anh vợ anh về, và mình thì lúc ấy sẽ dắt tay chồng mình về. Rồi, bạn đã nghe rõ những lời chia sẻ của anh Đinh Đoàn rồi chứ?
Dạ, cảm ơn ạ. Rồi, hy vọng là cậu em trai sẽ tư vấn cho kể cả anh rể lẫn chị gái của mình nhé. Chào bạn, cảm ơn chuyên gia tâm lý học Linh Đoàn. Không biết là bác sĩ Hoàng Thí Hải có theo dõi cái cuộc tư vấn vừa rồi của chuyên gia tâm lý học Linh Đoàn hay không? Nhưng mà tôi thấy rằng cái việc đánh giá một người đàn ông bằng cái cách cho điểm thì tôi thấy nó có vẻ nó chưa hợp lý lắm. Từng môn một từng khía cạnh. Nhưng mà riêng cái khía cạnh quan trọng nhất là cái vấn đề ngoại tình, vấn đề chung thủy. Mà đây là cái điểm này, điểm đạo đức. Nếu mà không có đạo đức thì rất khó để đánh giá là một học sinh tốt hay học sinh trung bình hay học sinh giỏi. Đúng không chị Hải? Nhưng mà tôi thì lại đồng ý với cả cái quan điểm của anh Đoàn. Vâng. Khi mình đánh giá một người thì mình cố gắng nhìn tổng thể. Vâng, cả mặt tốt và mặt xấu. Bởi vì con người ta thì không phải là ai cũng toàn diện. Vâng. Cho nên nếu như mình cứ nhìn vào những cái mặt xấu, mình cứ nhìn vào những cái hạn chế, thậm chí là mình nhìn vào những cái xấu mà gọi là xấu nhất thời thôi. Vâng. Mà mình sẵn sàng vứt bỏ đi hoặc là mình buông tay thì chắc chắn là mình sẽ mất cái người đó. Và vâng, hình như anh Đoàn ạ, làm lại đôi khi nó cũng khó khăn, rất là khó khăn. Và chưa chắc đã tìm lại được cái người mà tốt như cái người cũ, đúng không ạ? À. Vì thế mà trong cái câu chuyện này, tôi rất đồng ý quan điểm là mình phải cân nhắc rất là kỹ. Mình đừng nóng vội, mình đừng để cảm xúc cá nhân, những cái tự ái của mình, nó chi phối, nó lôi kéo mình đi. Và cuối cùng thì cái mình mất sẽ rất là lớn ạ. Dạ vâng. Rõ ràng thì trong một cái cuộc sống hôn nhân thì nhiều khi cái việc say nắng một ai đó cũng là cái điều rất dễ xảy ra, đúng không chuyên gia tâm lý học Linh Đoàn? Nhưng mà say nắng để rồi chúng ta chữa được cái say nắng đó để không cảm nắng nữa thì lại là một vấn đề khác. Vâng, tôi nghĩ rằng rất là ít người trong đời mà không say nắng một người gì đấy. Cậu em vừa nãy ấy, anh Thành Văn có hỏi cậu em thì đang rất là lo cho cái chuyện là chị gái và anh rể hỏi rằng là bạn có bao giờ say nắng một ai, bạn mà có. Tôi vâng, nghĩ đấy là cảm xúc bình thường. Vâng. Trên đời chẳng có ai quy định rằng một người chỉ say nắng có một người cả một cái cuộc đời này, đúng không? Thế còn thì tôi say nắng chị Hoàng Thị Hải, nhưng tôi có làm gì với chị không để trái với nọ kia không thì là chuyện khác. Còn say thì việc cứ say. Dạ vâng. Tôi cho rằng là ai mà còn biết đánh vần chữ sợ ấy ạ, còn biết đọc được chữ sợ ấy, thì chắc chắn là nắng thế chứ nắng nữa bao nhiêu độ người ta vẫn tự phải tìm vào bóng râm để mà tránh cái say nắng. Chứ còn nếu như mà cứ biết là nắng rồi mà cứ lao ra ngoài đường dưới nhiệt độ cao người, như thế, nhiều người mù quáng là không biết chỗ nào là râm chỗ nào là nắng nữa, vì đeo kính đen. Vâng. Thành ra cứ đứng giữa trời. Ai mà không xác định được đâu là râm đâu là nắng thì chắc chắn cái giá phải trả nó sẽ rất là đắt. Okay. Rất là cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của chuyên gia tâm lý học Linh Đoàn và bác sĩ Hoàng Thí Hải. Quý vị đang theo dõi chương trình Cửa sổ tình yêu, số điện thoại tổng đài 02438262625 đang chờ quý vị kết nối. Hãy nhấn nút đăng ký kênh của chúng tôi để theo dõi chương trình Cửa sổ tình yêu mới nhất. Thưa quý vị khán thính giả, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình Cửa sổ tình yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại khác, cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Hải Dương. Alo, xin chào một khán giả gọi đến từ Hải Dương. Vâng, chào anh. Dạ vâng, chào chị ạ. Vâng. Không biết là chị có băn khoăn điều gì khi gọi cho chúng tôi vậy? Anh Thành Văn ơi, tôi năm nay tôi 66 tuổi rồi. Thế vâng, thì tôi không được dùng cái điện thoại thông minh, tôi không biết cái chương trình này có. Thế ạ? Tôi mới dùng được có từ hôm mùng 2 Tết Dương này, cháu nó mua cho. Thế ạ? Tôi mới mần mò tôi xem thì tôi say mê quá. Tôi thấy nó các anh nói nó đi đúng vào lòng người thì đúng là tôi cũng ở cái hoàn cảnh như thế. Dạ vâng. Thì tôi hôm qua tôi mới đăng ký nên chương trình để tư vấn cho tôi. Vợ chồng tôi từ trước lấy nhau, tôi lấy từ lúc còn trẻ lắm, 17 tuổi, giải phóng miền Nam xong là mấy tháng sau là chúng tôi tổ chức. Vâng. Thế thì cũng thương yêu nhau làm ăn, rồi xây đắp lên hai ngôi nhà. Thế thì 283 một cái, 2003 một cái. Mà từ lúc 2008 là mẹ chồng tôi mất, là anh ấy đọc ăn chơi, bây giờ có điều kiện không phải làm nữa thì là ăn chơi xong cứ đi hết người nọ người kia, anh ạ. Vâng. Nhiều lúc cũng khổ tâm, nên mình thì cứ nghĩ là còn mẹ đẻ không muốn để cho mẹ lo nghĩ, thế rồi các con không muốn phải nghĩ, các cháu thì đều đứa có ăn học đại học cả, thế tôi cũng cứ nín nhịn nhưng mà nó cũng khổ tâm, thế nhưng mà cũng cố gắng. Nhưng mà anh thì chỉ có cái điểm xấu là say mê chơi gái thôi, chứ còn cũng là đạo đức tốt, đối nội đối ngoại được nhiều người khen. Dạ vâng. Nếu mà cả nói hai vợ chồng thì
cả nàng là đều khen cả hai vợ chồng. Rồi. Ý ăn ý ở là được hết, nhưng mà cái chuyện kia là tôi cũng không muốn nói ra ngoài với con cháu. Rồi. Đều giấu, âm thầm một mình. Thế xong là đến lúc về rồi thì con gái cháu lấy chồng gia đình bàng hoàng tử tế, chồng cháu là công an tỉnh, thế tôi cứ giấu kín, mà về sau cuối cùng cứ cố mãi rồi mà ông ấy cũng vẫn thế. Thì mà ở với nhau 49 năm rồi vẫn gọi dạ bảo vâng, kể cả cãi nhau cũng thế chứ không bao giờ được tôi tớ, vẫn coi là anh em. Bây giờ già thì ông với em ở nên như sao nhau như thế. Rồi chị đi tập trung vào vấn đề mà muốn hỏi chương trình đi. Thế bây giờ tôi muốn hỏi chương trình nhà đấy, vợ hoàn cảnh nhà tôi là như thế, vợ chồng như thế, nhưng ông ấy cứ đi ra ngoài thế thì tôi có cứ kiên trì mãi hay như thế nào? Dạ vâng. Nên là cách đây năm ngoái năm kia là tôi phát hiện ra ông ấy dùng cái thuốc kích dục ít chà man ấy. Vâng. Tôi không biết, tôi cứ tưởng là thuốc bổ hay thuốc gì. Nên lúc các cháu nó vào chơi nó mới nhìn thấy, nó bảo sao ông lại dùng thuốc này, thế bảo thế thuốc này là thuốc gì, thì nó bảo thuốc kích dục. Thế tôi muốn hỏi chuyên gia là dùng cái đấy nó có ảnh hưởng đến sức khỏe không hay là như thế nào? Rồi. Năm nay chị 66 tuổi, thế anh nhà chị là bao nhiêu tuổi rồi ạ? Anh 67, anh hơn 1 tuổi. Dạ vâng, ông chắc là vẫn phong độ trẻ khỏe. Đúng rồi, hai vợ chồng cùng đẹp đôi luôn. Ôi giời, thế đẹp đôi kiểu gì mà ông vẫn chạy ra ngoài, ông tìm thế gái thế? Cũng ra ngoài, các ông đàn ông cứ bảo là bây giờ là nói thật với anh là tôi là đang làm ban chấp hành hội người cao tuổi. Vâng. Thế các anh đàn ông cứ bảo là trông chị như thế kia, những người ít tuổi hơn thì gọi chị, những người nhiều tuổi thì gọi cô. Dạ như vâng. Thế kia mà sao ông lại thấy bảo có cái tính, mình cứ bảo là không, anh ấy chỉ tán mồm thôi chứ không có gì. Dạ vâng. Cứ phải giấu cho chồng. Vâng. Vâng. Chị ơi, chị ở nhà chị có nói nhiều như thế không hả chị? Ở nhà thì tôi không nói nhiều, bình vâng, thường thôi. Bởi vì tôi khi kết nối với chương trình thấy chị hơi nói nhiều, mà cứ nói nhiều là nhiều khi đàn ông họ không thích đâu nhá. Không, tôi không nói nhiều như thế đâu. Hôm nay là vui quá muốn gặp chương trình. Rồi, về cái ông 67 nhà chị thì chị đánh giá ông ấy là một người tốt đúng không? Và không biết là chị có nghe cái đoạn trao đổi của các chuyên gia trong phòng thu cũng như với tôi ý, thì cũng bàn về cái chuyện mà tốt thì tốt cả, nhưng mà có mỗi cái điểm xấu mà như chị đánh rồi, giá ấy, mỗi là, cái điểm xấu thôi. Đó là cái điểm là chỉ mê gái ở ngoài đường thôi đúng không? Đúng rồi, đấy, đúng rồi. Thế đâm ra là nếu mà cân bằng được như thế và mình chấp nhận được như thế hay không thì lại phải đánh giá. Như anh Đinh Đoàn vừa chia sẻ là phải đánh giá là tổng thể các môn của anh ý đạt được bao nhiêu điểm. Để cái môn này thì là bao nhiêu điểm nó phù hợp. Bây giờ thì bác sĩ Hoàng Thúy Hải sẽ tâm sự với chị nhé. Vâng, xin chào chị ạ. Vâng, chào chị. Vâng, tôi cũng nghe câu chuyện của chị với anh Thành Văn rồi ạ. Vâng. Thật sự là rất làm tiếc đúng không chị? Rất lấy làm tiếc luôn. Bởi vì anh chị sống với nhau cũng rất là hạnh phúc. Cho đúng đến rồi. Bây giờ thì sức khỏe hai bên đều rất là tốt và chị vẫn còn minh mẫn rồi còn tham gia các cái hoạt động của ban ngành. Tôi rất là ngưỡng mộ các chị lớn tuổi rồi mà còn tham gia các ban ngành, ví dụ như là hội phụ nữ, hội chữ thập đỏ rồi người cao tuổi, thậm chí chỉ đúng là rồi. Tổ liên gia thôi là tôi cũng đã thấy rất ngưỡng mộ các chị bởi vì có rất nhiều việc. Tuy nhiên thì đúng là cái phần mà anh ấy có lỗi ạ. Mà như là anh Văn vừa chia sẻ thì cái lỗi đấy nó lớn thật, nó rất là lớn. Và không phải là ngày 1, ngày 2, không phải là say nắng, không phải là chỉ là những cái tình cảm nhất thời. Mà hình như là anh ý rất là lâu rồi đúng không ạ? 15 năm rồi ạ, từ 2009. Ôi, vâng ạ, vâng. Chị xin lỗi chị là chị với anh ý thì còn cái chuyện quan hệ vợ chồng nó còn thực hiện được không ạ? Còn ạ. Thế ạ. Vâng. Anh ý đi vẫn đi nhưng về nhà vẫn yêu quý vợ, con cháu vẫn yêu quý. Thế ạ. Vâng. Đúng rồi. Và chị không chị thấy là cái chất lượng quan hệ tình dục của anh ý thì tôi không rõ là chị có đánh giá được không, bởi vì kể cả anh ý dùng thuốc kích dục hay không dùng thuốc kích dục thì chị có biết không ạ? Có chứ. Thì đợt ấy anh ấy quan hệ với tôi thì tôi lại thấy nó kéo dài thời gian mà nó mạnh đấy. Khỏe. Thì vâng tôi ạ. Có ngợ tôi bảo sao bây giờ tự nhiên thì khỏe như thế này chứ anh? Vâng. Thì chỉ cười thôi không nói gì. Thế về sau tôi mới phát hiện ra là các cháu nó bảo dùng cái thuốc là thuốc kích dục là tôi biết là nó kích thích. Vâng. Cho nên nó khỏe chứ còn bình thường là bệnh. Thì thôi cùng nốt theo trang nước tuổi thì nó cũng cùng như nhau thôi. Vâng, thì đúng rồi cũng ạ. Đủ sức như nhau, đúng rồi.
thường thì anh chị là xem tuổi như nhau thì cái đời sống tình dục của anh ấy nó sẽ còn kéo dài hơn và nó khỏe hơn. Sau đúng khi rồi. mà chị em mình mãn kinh ý, thì cái đáp ứng về quan hệ nó sẽ không được như trước. Và anh ý thì hiện nay là bắt đầu cũng đã có dấu hiệu của rối loạn cương dương, cho nên anh ý cũng phải cần cái sự hỗ trợ của cái thuốc kích dục. Vâng, có lẽ anh ý cũng là một cái người cũng khá là đam mê về cái chuyện quan hệ tình dục. Và nói thế thì thôi, chị có thể về mặt chủ quan hoặc là về mặt tự đánh giá thì mình thấy là mình vẫn đáp ứng được, nhưng thực sự có lẽ mình không đáp ứng được hoàn toàn cái nhu cầu của anh ý. Cho nên là anh ấy phải đi tìm kiếm cái sự giải tỏa ra ở bên ngoài. Tôi thì tôi nghĩ rằng là tôi cũng vẫn đồng quan điểm với cái khán giả của câu hỏi trước, chắc chị có nghe đúng không ạ? Mình hãy chọn những cái gì tốt nhất để mà giữ lại cái người đàn ông này, bởi vì bây giờ cả hai anh chị cũng đều rất là lớn tuổi rồi. Thế và có lẽ là mình sẽ có một cái cuộc trao đổi thẳng thắn với anh ấy xem là hiện nay thì anh ấy mong muốn cái gì, và anh ấy đi ra ngoài như thế thì những cái nguy cơ gì mà anh chị có thể sẽ gặp phải khi mà anh ấy có những cái hành vi như vậy. Tôi nghĩ là như thế, chứ còn bây giờ nếu mà đau lòng thì ai cũng rất là đau lòng, nói gì thì nói mình cũng là con người mà. Mình có những cái như thế nó rất là tổn thương rất là lâu ạ, chứ không phải là không đâu. Nhưng tìm một cái giải pháp nào để tốt nhất thì nó sẽ tốt hơn. Thế còn nếu anh ý cứ sử dụng cái thuốc kích dục đấy thì chị cứ yên tâm là cũng không được trong thời gian lâu đâu ạ. Vâng, bởi vì anh ấy năm nay cũng đã sấp xỉ 70 tuổi rồi ạ. Đúng rồi đấy, vâng. Có cháu gọi bằng cụ rồi. Vâng, chỉ có điều là nếu bác ý mà cứ lạm dụng cái thuốc ý nhiều ý thì nó sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của bác ý. Sau này nếu bác ý mà phải lệ thuộc hoàn toàn vào cái thuốc đấy thì có khi bác ấy cũng chẳng làm được cái việc gì nữa đâu ạ. Vâng. Còn những cái vấn đề liên quan tới tâm lý thì xin nhờ anh Đoàn sẽ chia sẻ thêm với chị một chút ạ. Vâng. Rồi, bởi vì xin chào chị Hưng Yên đúng không? Hải Dương ạ. Rồi, bởi vì thấy câu chuyện hay quá cho nên là cũng muốn tham gia nói chuyện mấy câu thôi ạ. Vâng. Thứ nhất là chính cái việc mà mình cứ cam chịu 15 năm nay che rồi giấu, rồi người ngoài người ta còn nhận ra thì mình lại bảo không, ông ấy chỉ nói mồm thôi. Rồi mình cũng muốn giữ cái sĩ diện cho các con các cháu. Rồi cũng cuối cùng thì bệnh nó kéo dài và bây giờ thì nó thành mãn tính. Bây giờ thì nói thế chứ cứ đợi ông ấy liệt hẳn như là bác sĩ Hoàng Thúy Hải, ngộ nhỡ đến 80 ông ấy liệt thì mình có khi mình còn chết trước đúng không? Cho nên là còn cải thiện được thì cố cải thiện bằng cách thế này ạ. Bây giờ không còn gì phải giữ nữa. Tất nhiên anh ấy cũng chẳng phải làm ông to bà lớn gì để mà sợ rằng mất chức mất quyền. Bây giờ một ông rồi, có cụ có cháu rồi, các con nhà chị thì nó cũng là cán bộ ở tỉnh ở huyện cả rồi, chúng nó cũng hiểu cái chuyện đó rồi. Họp gia đình lại nhắc nhở các con, mẹ không muốn nói, mẹ cô vô cùng đau lòng 15 năm nay bố con như thế đây, trước mặt các con đây, ông bây giờ ông như thế nào, từ nay đi các con mới thay tôi là để giám sát ông. Nói đùa ông đi một bước là thằng con rể nó biết đấy, rồi đừng để mà thế nọ, đừng để thế kia. Nói thế chứ mình đôi khi các thứ ở trong cuộc sống ấy cần một cái dư luận chung, một cái đám đông để lên tiếng với lại bố. Đấy là cái hướng thứ nhất là phải họp phải nói, còn gì mất nữa đâu mà sợ. Còn cái việc thứ hai là mình tăng cường cái bản thân mình. Đã thế nói chứ trước khi ông cứ đi đâu cứ bắt ông ấy trả bài ở nhà đi, rồi có khi trả còn đạn mà đi lại ngồi ở nhà mà nhiều chị khéo lắm ấy. Thì bố nó chuẩn bị đi. Thế anh Đoàn ấy, ngày xưa như thế là còn ít tuổi nhá, khi mình biết là chuẩn bị hôm nay là có khi đi đấy. Mình còn bảo hôm nay em lại muốn yêu. Bây giờ vẫn thế được. Ông ấy vẫn yêu đàng hoàng, xong ông lại đi. Ôi rồi ôi, ông ấy đi rồi nó còn chả làm sao, rồi người ta cũng chán thôi. Thế là mình cứ thôi cảm chịu cho nó xong đi. Không, nói tức vui thì đi may liền lúc mấy bộ quần áo đấy cho nó vui. Đúng cái hướng mà đi quần áo rồi thể thao rồi ra dân vũ rồi nhảy ra dưới gốc cây để chụp ảnh cũng là một cách, nhưng mà đúng rồi, nó cũng không thể lấp được hết đâu.
nhá. Nhưng thế mà thì vẫn buồn. Mình cải cái tiến của cái cuộc sống của mình. Anh ấy còn biết dùng X-Men thì mình cũng có những cái thuốc mà tăng cường nội tiết tố nữ rồi bảo xuân bảo dưỡng gì đấy là làm cho mình. Anh ấy năm nay 66 tuổi rồi nhưng mà chưa một lần nào là coi là từ chối chồng cả. Không, mình đấy, ngoài cái chuyện không từ chối, mình đáp ứng được. Mình tăng cường năng lực và nghệ thuật nữa. Bởi vì anh ấy đi ra ngoài không phải là anh ấy thiếu, nhưng mà anh ấy được phục vụ bằng những cung cách mới, bằng những cái sự lạ lẫm ấy. Thì mình cũng chịu khó học hỏi. Thì lúc nào đấy xin số điện thoại của sĩ Hoàng Thế Hải nhá. Dạ vâng. Có thể thấy rằng là như anh Đinh Đoàn vừa chia sẻ với chị ấy, là chị đã cam chịu tận 15 năm nay rồi. Và phải bùng lên chị ạ. Nhá. Và hy vọng là chịu tiếp à? Dạ vâng, chị phải nghiêm khắc, nhất là với tuổi của anh ấy 67 chưa phải là già đâu, nhiều ông bảy mấy vẫn cứ thích đi ngoài cơ. Đúng thế đấy. Dạ vâng, chào chị, chúc cuộc sống gia đình chị hạnh phúc vui vẻ bên con cháu và chồng. Cảm ơn chương trình nhá. Dạ, cảm ơn chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn và bác sĩ Hoàng Thúy Hải. Quý vị đang theo dõi chương trình Cửa sổ tình yêu, số điện thoại tổng đài 0243 826 2625 đang chờ quý vị kết nối. Hãy nhấn nút đăng ký kênh của chúng tôi để theo dõi chương trình Cửa sổ tình yêu mới nhất. Thưa quý vị khán thính giả, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình Cửa sổ tình yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Tiền Giang. Alo, khán giả Tiền Giang đâu ạ? Dạ, alo. Dạ vâng. Đây. Chào anh Thành Giang ạ. Chào anh Linh Đoàn, chào bác sĩ Hải. Dạ vâng. Chúc các anh chị nhiều sức khỏe để công tác tốt trong chương trình Cửa sổ tình yêu. Dạ, quý hóa quá. Cũng chúc chị thật nhiều sức khỏe. Chắc là cũng có tuổi rồi đúng không ạ? Dạ, năm nay 57 tuổi rồi. Đấy, 57 tuổi là cái tuổi vẫn phải hoành tráng, là phải đi đâu là phải quần cô la áo lượt, rồi là phải khẳng định cái giá trị của bản thân mình. Không biết là chị băn khoăn điều gì khi gọi đến cho chúng tôi vậy? Dạ, cũng như em á, em năm nay là em 57 tuổi. Dạ. Mà quen cái ông đó là năm nay 17 năm. Cũng như gia đình con ổng cũng không chịu em rồi. Mà gia đình em cũng không chịu ổng. Rồi em với ổng tự đến với nhau mà thỉnh thoảng ổng tới nhà em rồi. Rồi sống như vợ chồng rồi đó rồi. Mà bây giờ ổng học với em là ổng có quen cái con đó là em vợ của ổng. Cũng như quen nay, quen sau em cũng mười mấy năm. Quen thời gian rồi cái người đó có chồng. Rồi sau cái người đó thôi chồng, bây giờ hai người mới sáp lại. Mà thời gian này thì ổng không có gọi điện cho em, ổng ít gọi lắm, thỉnh thoảng ổng lên một lần. Rồi. Rồi em nếu mà chia tay với ổng thì em cảm thấy cũng hơi buồn. Còn sống chung như vậy thì nhiều lúc em buồn rồi em đau khổ lắm. Rồi. Rồi em nhờ anh Đinh Đoàn cho em một lời khuyên coi có rồi tiếp tục nữa không hay là dừng lại. Rồi. Dạ, nhiều lắm. Rồi, thế là chị là người độc thân à? Độc thân. À, em chưa có chồng lần nào hết. Chưa bao giờ lấy chồng. Thế mà rồi suốt cả tuổi trẻ cho đến bây giờ 57 tuổi là cặp với ông này. Quen với ổng là 17 năm, tức là từ năm mình 40 tuổi, đúng không? Dạ. Dạ vâng. Và bây giờ thì ông ý vẫn có vợ con bình thường đàng hoàng và đang sống không, có cuộc sống. Vợ ông chết. Vợ ông chết mấy năm rồi ông mới quen em. Rồi. Con ổng thì không chịu em. Rồi, con đồng ý thì không đồng ý cái mối quan hệ này. Thế nhưng mà đồng nghĩa với việc không đồng ý mối quan hệ với chị thì ông ta lại cùng lúc là ông lại quen thêm một cô nữa, đúng không? Dạ, đó là em vợ của ổng. Em vợ của ổng cũng chồng chết. Em thì công khai nhưng mà ổng không có làm lễ chứ không có cứ hỏi rồi. Thế còn em vợ của ông ý mà vợ của ông ấy thì chết rồi thì là lén lút thôi đúng không? Thế cái bà gì thì có gia đình không? Bà gì đó có chồng, sao mà chồng chết? Rồi mới quen với ổng, rồi cái có chồng nữa, rồi giờ thôi chồng, rồi ổng nói là hai người sát lại. Rồi. Rồi quen nữa, mà lại nữa. Bây giờ đối với chị thì ông ta ngãng ra và rất lâu thì mới gặp một lần đúng không? Và cái điều đó khiến chị cảm thấy là buồn và nhiều khi thấy cô đơn, mà thực ra cô đơn cũng hàng mấy chục năm nay rồi chứ cũng không phải bây giờ. Bởi vì trước khi đến với nhau thì cũng thỉnh thoảng ông ấy ta mới tới mình thôi, gặp mình thôi, chứ cũng không phải là thường xuyên nhau sống với nhau như vợ chồng được, đúng không? Dạ. Anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với chị nhé. Dạ. Rồi, xin chào chị. Dạ, chào em, anh Đinh Đoàn. Sức khỏe mình tốt không? Dạ, sức khỏe em cũng tốt, nhưng mà em bệnh tiểu đường.
nhưng rồi, mà cũng tốt chứ không, không tuổi này gì. Thì tiểu đường cũng khá là thường gặp, cũng không có, mình cứ duy trì ăn uống dinh dưỡng rồi theo chế độ rồi có thể sử dụng thuốc theo bác sĩ là ok rồi. Dạ. Mình sống với ai hiện nay, mình sống một mình hay mấy mẹ già em hay sống là... một mình, lúc trước phải ở với, sống với bà già, bà già mất rồi em ở với một mình à. À thế hả, mình làm cái gì, công việc gì? Em thì bà già bà cho em 2 công ruộng với 1 công vườn, vườn thì em bán trái cây, ruộng thì em bán rồi em lấy tiền đó để cho cháu. Rồi tháng cũng có tiền lãi xài với em phụ với thằng cháu bán quán rồi, không. Quán ăn sáng cho tiền em cũng đủ xài rồi, về kinh tế là không có vấn đề gì, nhà cửa ổn định nhà cửa thì ổn định này, kinh tế thì tạm được này, sức khỏe thì cũng chưa đến nỗi quá yếu gì đúng không? Nó chỉ buồn một cái rằng cả cuộc đời mình đơn côi, mãi mình mới mong muốn có được gặp được một người thì 17 năm nó không tiến tới được hôn nhân. Thật ra thì nói rằng là anh ấy, con anh nó không chịu mình, nhưng thật ra là anh ấy cũng chưa thật sự ưng mình. Chứ người đàn ông mà đã chốt được cái người phụ nữ rồi mà. Mà nhất là vợ lại là mất rồi thì anh hoàn toàn có thể đi với một người khác. Còn cái lý do con mà nó không đồng ý hay nó không ưa mình, nó chỉ là nguyên nhân, nó là cái cớ thôi. Thế mình thì phải nhớ thế này này, mình mà 57 chắc anh cũng phải nhiều tuổi hơn xíu đúng không? Ông năm nay ông 82 tuổi rồi. Trời ơi, vợ ông ấy chết xong ông ấy đi lại với mình 17 năm, bây giờ ông lại quay trở lại ông đi lại với cô em vợ của ông ấy, một người đàn ông 82, một gọi là thầy ông nội đấy, mà có một cái lối sống là vợ chết thì ngoăng luôn ra cả em vợ, thế rồi lại đẩy một cái người phụ nữ mà chưa từng có gia đình vào cái cảnh bây giờ là giang giang dở dở. Thật ra thôi thế này này, buồn nhưng mà không quá tiếc đâu. Vui. Sản phẩm này nó cũng không phải là sản phẩm nuột gì lắm đâu. Nếu bây giờ vướng một bên là mình, một bên là cô em vợ, không biết là ông có sống được đến nữa bao nhiêu, cái đấy không biết được. Thế nhưng mà thôi không tiếc. Tưởng rằng một người đàn ông cũng 5-6, 5-7 tuổi, chịu thương chịu khó rồi, cũng vun vén thương mình lắm, bây giờ vì lý do nào đó mà họ buông mình ra, không đến được mình thì mình tiếc. Chứ ông này không tiếc nhá. Còn thì cuộc sống của mình đang có ông ấy, dù ít dù nhiều mình cũng cảm thấy có một người đàn ông của mình, dù chưa phải là vợ chồng nhưng nó cũng là thành cái thói quen. Nay mà nó mất đi cái thói quen ấy thì mình nó rất khó chịu, giống như người mà xài thuốc lá, rượu bia xong nay bị cai nghiện đấy mà, thì nó cũng khó chịu một chút, nhưng khi cai được rồi ấy, sức khỏe tốt lắm. Thế và mình thì bây giờ mình tăng cường thế này đi, mình đừng có trông đợi vào cái ông 82 nữa. Ngoài cái chuyện mình làm vườn, làm mấy công ruộng rồi phụ giúp các cháu ra, các cháu gọi bằng gì hay bằng bá đúng không, bằng bác, bằng cô gì đó. Thì em hỏi anh Sinh Đoàn vậy, bây giờ em chặn Zalo lại, có điện thoại thì ổng gọi, em không cho ổng gọi nữa, ổng có lên thì em trốn, vậy được không anh Sinh Đoàn? Không, thật ra mình cũng chẳng phải đến nỗi trốn, mình chả phải cô bé 18 để mà có một ông đến là mình chạy tọt ra đằng sau nấp ở gốc cây vườn dừa gì. Không, chỉ có điều là trong lòng mình xác định là đây không phải là người của mình. Thế còn thì 17 năm rồi, ông ấy hiện nay cũng đang là người đàn ông độc thân, mình thấy cũng còn có cái xíu xíu tình cảm rung động thì cũng chẳng phải đi đâu mà chạy cả, mình chẳng vi phạm bất cứ điều gì nhá. Nhưng chỉ có điều là không đặt toàn tâm toàn ý của mình vào cái người đàn ông này, bởi vì nó không phải là chỗ dựa của đời mình. Nếu có chăng nữa thì mình sẽ đi tham gia các câu lạc bộ gì ở phường, ở khóm, ấp ấy. Thứ nhất là để giao lưu với mọi người, cho nó khuây khỏa vui vẻ. Thế còn nếu có gặp được một anh nào đó mà nó xứng vai vừa lứa thì mình lại chơi tiếp. Còn nếu không thì cũng chẳng làm sao cả. Đó, cuộc sống của mình không có tiền thì chết, chứ không có cái ông 82 không chết nhá. Giữ gìn sức khỏe trong trường hợp này này, giữ gìn tinh thần của mình và giữ tiền cho mình nhá. Em nói anh quen với em vợ vậy, anh không sợ anh ta cười hả? Cái ông nói chồng xe chở gốc lên trời. Chị ơi, đấy là việc của ông ý, ông ý 82 tuổi. Rồi, đấy là việc của ông ý ạ, chị ạ. Chị cũng không nên đặt nặng vấn đề về cái tư cách đạo đức của ông ý làm gì nhá. Và như anh Đinh Đoàn vừa chia sẻ, thôi cũng không nên chặn Zalo, chặn Facebook hay là chặn cái gì cả. Ông ấy đến thì vẫn cho ông ấy đến, vẫn vui vẻ bình thường. Nhưng khi mà mình tìm được cái mối quan hệ mới,
tìm được cái nơi mà mình có cái bờ vai để dựa thì chắc chắn là lúc ý thì mình dứt khoát sau chị nhá. Xin chào chị, cảm ơn chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn gọi đến từ thành phố Hải Phòng. Alo, xin chào khán giả gọi đến từ Hải Phòng. Vâng, em nghe đây anh ơi. Em chào các anh chị trong ban tổ chức cửa sổ tình yêu nhá. Dạ vâng, chào chị ạ. Chị có băn khoăn điều gì ạ? Em có chút việc gia đình như này, em muốn nhờ các anh chị tư vấn giúp em. Vâng. Em là năm nay 50 tuổi. Vâng. Vâng. Thì em có hai đứa con, một cháu xây dựng gia đình rồi, còn một cháu thì cháu năm nay cháu cũng hai mấy rồi. Vâng. Thì em cũng trình bày là như này. Vợ chồng em thì cũng lấy nhau sớm, năm em cũng 19-20 thôi. Thế thì ở với nhau thì cũng được 1-2 năm thì hạnh phúc á. Thế xong rồi anh ấy cũng nghiện ngập. Nghiện ngập thì khoảng độ tầm 9-10 năm rồi đấy. Thì nghiện ngập thì sau khi nghiện ngập thì nói chung là cái sóng gió nghiện ngập rất là nhiều. Thế nên là em quyết định ra tòa và bỏ nhau, nghĩa là chia nhà chia cửa xong hết rồi. Rồi. Nhà cửa thì thực ra thì là cũng là kiểu bàn tay của em làm nên ấy. Dạ vâng. Thế thì ra tòa xong thì anh ấy đi cai nghiện, thì anh ấy cũng đi cai nghiện, thì sau khi trở về thì cai nghiện thành công. Cai nghiện thành công thì em cũng mua nhà khác và mẹ con em ở. Thì anh cũng có nói là kiểu xin cho quay về đấy. Thì em cũng đồng ý cho quay về. Quay về nhưng không đăng ký kết hôn lại. Rồi. Quá trình chung sống thì nói chung là cũng phát sinh nhiều mâu thuẫn. Kiểu quan điểm sống không hợp lại mà anh vẫn giữ cái tính kiểu chơi bời đấy. Em thì em cũng cố gắng hết sức rồi, cố gắng nhất có thể để giữ hạnh phúc gia đình. Nhưng mà anh lại còn quay ra, anh ấy kiểu giai gái đấy. Xong rồi cũng lại kiểu cũng mất một số tài sản lớn của em đấy. Nhưng mà em cũng bỏ qua hết với điều kiện là kiểu làm lại đấy. Nhưng mà em cũng cho làm lại rất nhiều, không làm được. Thế này em quyết định ra đi. Cái nhà mà em mua đấy thì này em cũng lại nhường lại cho anh ấy ở. Mà em lại đi chỗ khác và lại mẹ con lại mua chỗ khác. Vâng. Cái nhà em mua thì hiện tại là kiểu bìa đỏ đứng tên em đấy. Thế nhưng mà em để cho anh ở mãi mãi, bởi xác định sau này em cũng cho con em. Thì cứ ở đấy, thì anh ấy ở đấy thì quá trình thì anh cũng vẫn cứ chơi bời như vậy. Nhưng gần đây thì anh ấy cũng kiểu có chút thay đổi đấy. Thì mẹ con em ở chỗ khác nhưng mà cũng kiểu gần chứ không xa so với cái nhà đấy. Vì em cũng liên quan công việc làm ăn đấy. Thì gần đây thì anh cũng có chút thay đổi. Thay đổi nhưng mà nghe nói gần đây là cũng ra đi cũng khoảng tầm từ lúc mà ly thân mà đi ra nhà khác đấy. Thì nó rơi vào 9-10 năm rồi anh ạ. 9-10 năm. Đấy. Trong quá trình 9-10 năm ấy thì là mẹ con vẫn làm ăn nuôi nhau. Thì bây giờ là anh ấy lại kiểu cũng nhờ một vài người đấy là có ý định quay lại. Mà thực sự mấy anh rằng là em sợ những cái lịch sử quay lại đấy, là bởi vì kiểu bây giờ mình cũng lớn tuổi rồi, em 50 tuổi rồi. Mà kiểu quay lại mình cũng không làm lại được nữa đấy. Mà lại kiểu lại vẫn cứ nhà cửa xong rồi lại phải lang thang nữa thì cũng chết. Mà nếu mà cho anh ấy cơ hội thì em lại kiểu vợ chồng nhiều năm ấy mình cũng không còn cảm xúc nữa, không sợ, rất sợ kiểu như cái con chim bị cánh cong. Bây giờ em nhờ các anh tư vấn hộ em là em có nên quay về không hay là mình cứ sống một mình như vậy. Rồi, thế là bây giờ vẫn còn ở với một đứa con nữa đúng không? Dạ vâng. Rồi, hai mẹ con đang ở với nhau, còn một cháu lớn thì chắc đã xây dựng gia đình rồi và ở riêng rồi đúng không? Dạ vâng. Bố nó thì vẫn đang ở cái nhà mà mang tên chị. Anh ấy năm nay bao nhiêu tuổi rồi ạ? Anh ấy năm nay là anh ấy 58 tuổi rồi anh ạ. Dạ vâng. Tóm lại là từ lúc lấy nhau 30 năm nay, khoảng 30 năm nay đúng không? Vâng. Thì là cứ 5 lần 7 lượt, nào thì đi cai nghiện, nào thì trai gái, rồi lại cờ bạc, rồi phá gia chi tử. Và mỗi lần sau đấy thì giải quyết xong thì ông đấy lại muốn quay về, đúng không ạ? Vâng. Và lần chị có vẻ thì tha thứ cho ông ấy nhiều lần rồi đúng không? Vâng. Vâng. Và bây giờ thì ông lại xin quay về lần nữa. Và chị thì cũng rất là có vẻ rất là bao dung độ lượng. Thấy nhiều lần chồng sai lầm nhưng mà vẫn cho chồng có nhiều cơ hội quay về. Thậm chí chồng không phải đi mời ra khỏi nhà, mặc dù là không phải vợ chồng nữa rồi, nhưng mà nhường ông hẳn một cái nhà riêng để ông ấy tự ở. Vâng, đúng rồi, đúng rồi. Thế chứng tỏ là chị cũng là người rất là đảm đang và giỏi giang trong việc kiếm tiền đúng không? Vâng, thì ơn giời thì em cũng là người chịu khó, nói chung là cũng nam nũ lắm anh ạ. Rồi, chúc mừng nam chị. Nam nũ vất vả lắm. Vâng. Bây giờ thì anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với chị xem là có nên mở lòng mình ra một lần nữa với ông ấy không nhá. Vâng, vâng. Rồi, xin chào nhá. Vâng, em chào anh Đinh Đoàn. Vâng.
Mình hãy kể 3 điểm mà bây giờ mình có đang đam mê về ông ấy xem nào. Để cuối cùng để bác sĩ kết luận xem nào, có lên đón ông ấy về sau bao nhiêu lần cứ chia tay rồi lại đón về. Bây giờ mình nghĩ đến ông là mình nghĩ 3 điểm gì, có điểm gì tốt không? Có điểm tốt là kiểu với gia đình em ấy thì là vẫn cứ nhanh nhẹn, vẫn hậu tháo vắt coi như không chuyện gì xảy ra, bất cứ việc gì cũng vẫn nhanh nhẹn. Thực ra thì bây giờ thì ông cũng thay tâm đổi tính rồi. Một mấy hai nữa là kiểu em nghĩ rằng con người ta nó chỉ có thời điểm thôi. Mà cái kiểu ấn theo như cái bản chất con người thì em nhận xét là con em nó không đồng ý cho quay về. Hai đứa con em hoàn toàn không đồng ý cho quay về. Là bảo rằng là thôi thì bố mẹ cứ sống như thế. Còn nếu như cảm thấy mà ấy thì mẹ đi con đường riêng của mẹ mà bố đi con đường riêng của bố. Nó nghĩ là quay về lại viễn cảnh kiểu 53, 7, 21 này lại như thế thì lại ra khỏi nhà. Anh nhìn đúng không? Mình thấy con mình nó nói có đúng không? Em thấy thì con em nó có chứng kiến từ cái lúc mà kiểu nó còn bé đấy. Nó còn bé là nó đã chứng kiến những cái cuộc của bố mẹ như thế rồi, cơm nành cái ngọt nhiều lần rồi. Nó chứng kiến tất cả những cái hư hỏng của bố nó chứng kiến hết rồi. Một người đàn ông sau khi vợ bỏ, để cho một mình vợ, một nách mấy con, mà người vợ vẫn bươn trải kiếm được tiền, hết nhà nọ lại đến mua nhà kia, trong khi mình là người đàn ông sức dài vai rộng, hết bám vào vợ, để vợ bỏ rồi cuối cùng năn nỉ để quay trở về để ở nhờ một cái ngôi nhà, chưa cho đến bây giờ 50 tuổi đầu không có cái gì ở trong tay, thì thật sự ra để anh ấy hãy tự lo nốt cái quãng đời của anh ấy đi. Mình thương anh ấy một phần nhưng mà mình cũng phải thương mình chứ. Cái đứa con hiện nay nó ở với mình cũng chỉ một thời gian ngắn nữa là nó cũng sẽ có cuộc sống độc lập thôi. Lấy vợ hay lấy chồng rồi dễ dàng nó cũng sẽ ở riêng. Mình rước một cái ông mà cứ bảo bây giờ ông thuần tính rồi, 50 tuổi tiền không có thì chả thuần, bây giờ bắt nạt ai đi, làm được gì với ai cả. Thuần với đáng sợ. Mai kia về bắt đầu với ngáp ngáp với bệnh nọ bệnh kia, tiền thì không có. Tự nhiên cả đời mình đã hầu hạ con cái cho nó xong, bây giờ cuối cùng thì lại hầu với cái ông mà đã ly hôn rồi. Đây là mình thương anh ấy, là thương với tư cách là bố của các con mình chứ không còn là chồng. Đúng rồi, đúng rồi đấy anh ạ, đúng rồi. Thế thì mình xác định là mình rước cái bố của con mình về làm cái gì khi thấy nó chả lành ít dữ nhiều. Con nhà mình nó còn chẳng muốn tạo điều kiện để cho mẹ đón bố về vì chúng nó nhìn thấy cái cảnh ấy rồi. Thế thì thương anh ấy, bây giờ em cắt lời anh này, có một vấn đề là như thế này nữa này. Nhưng mà lại là kiểu bảo em, bảo kiểu đe dọa mọi người ấy, nếu cứ ở yên này không sao, nếu mà em tìm một mối quan hệ nào mà ấy đấy, thì là kiểu đe dọa này nọ đấy. Nói chung là em cũng phải có cái mưu cầu hạnh phúc anh ạ. Nhưng mà bây giờ cũng không ai ta dám đến với em, bởi vì rằng là kiểu như thế thì không ai ta dám mà. Đúng em rồi. Thì lại kiểu chứa chấp đầu gấu, lại đã từng có tiền án về nghiện ngập ở trong nhà thì ai người ta dám đến nữa. Mình cũng đã 50 tuổi rồi, mình không có sự tự do thì đúng là đấy, mình nuôi ong tay áo rồi ấy. Bây giờ quay ra là phản chủ đấy. Thế thì mình đón mình rước cái gì? Lúc này mình phải thương mình thôi, mình phải tự giải phóng. Tùy anh làm gì thì làm. Tôi với anh về mặt nguyên tắc không còn là vợ chồng. Tôi cho anh ở nhà đấy là ở nhà của con anh đấy. Mai kia tôi sẽ cho nó, và anh thì ở với con chứ không phải là tôi không còn là vợ của anh nhé. Cho nên là không có đón với rước gì cả. Anh mà gây sự, ví dụ có bạn trai bạn trước mà mình thừa sức mình báo cáo cơ quan, mình thuê đội nọ đội kia đến mà bảo vệ mình chứ. Đầu gấu mấy thì đầu gấu, chứ không có đầu gấu khác thì chị chứ. Mình sợ cái gì? Nếu mà đến gây rối trật tự mình gọi cảnh sát khu vực, mình rắn giỏi lên. Giặc anh ơi, thế bây giờ theo anh thì nếu như con em mà nó có đi một, nó còn một đứa nữa nó đi lấy chồng, thì theo anh có nên tìm cho mình một mối quan hệ để sau này mình dựa dẫm tuổi già không, hay mình cứ sống một mình như này? Dựa cái gì? Mình là người phụ nữ có tiền có của có nhà, bây giờ để kiếm một cái ông nào ở cái tuổi này rồi, nếu mà cái người tử tế thì người ta cũng đều có vợ có con cả rồi. Còn những ông mà đi đến với mình ấy thì một là đứt đòn gánh giữa đường, nghiện ngập rồi vợ nó bỏ, thì hầu hết cũng đều là những cái đối tượng nọ kia cả. Thế còn thì mình có tiền, mình có nhà, mình cố giữ gìn cho nó khỏe, mình thích kết bạn với ông nào thì kết. Còn khi nào mà thấy mết nhau lắm thì lúc đấy tính đến chuyện sau nhá. Còn không có ngồi, không đặt kế hoạch trước làm gì cả. Mình bây giờ mình cứ bảo không, nhưng mà đến một lúc nào đấy mình gặp một ông mà mình thấy đây mới là chân ái của đời mình, mặc dù mình mấy mươi năm lấy chồng nhưng mình chưa bao giờ mình có cảm nhận bằng tình yêu. Bây giờ ông chỉ sờ tay mình đã thấy nó rung cả người lên chẳng hạn, thì lúc ấy tiến xa nhá. Thế còn thì
thì bảo là bây giờ tìm, đừng xác định tìm một người để dựa vào với dựa ra. Tuổi này rồi mà còn những người mà còn đến với mình thì thường là cũng chẳng ai tới cho mình bờ vai mà dựa đâu nhé. Vâng. Thế bây giờ là ông chồng là cũng không nên quay về đúng không anh nhỉ? Anh Đinh Đoàn đã phân tích từ nãy với chị rất nhiều rồi, chẳng lẽ chị không lắng nghe à? Xin chào chị nhé. Quý vị đang theo dõi chương trình Cửa sổ tình yêu, số điện thoại tổng đài 0243 826 2625 đang chờ quý vị kết nối. Hãy nhấn nút đăng ký kênh của chúng tôi để theo dõi chương trình Cửa sổ tình yêu mới nhất. Thưa quý vị khán thính giả, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình Cửa sổ tình yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Quảng Ngãi. Alo Quảng Ngãi đâu ạ? Vâng, vâng ạ. Dạ vâng, chào anh ạ. Câu hỏi của anh là gì ạ? Câu hỏi của tôi tức là nó về cái vấn đề năm qua đó. Về vâng. Cái sinh lý nó không ổn định ạ. Dạ vâng, anh nói cụ thể hơn đi. Cho gặp bác sĩ Hoàng Thúy Hải. Vâng, bác sĩ Hoàng Thúy Hải sẽ tâm sự với anh vậy. Vâng, tôi chào anh ạ. Vâng, xin chào vâng, bác sĩ. Tôi nghe câu chuyện của anh đây. Vâng, ý là cái sinh lý nó không ổn định. Tại vì khi mà nó không cương á, mà nó cương lên xong á, thì khi mà nó xuống là nó cũng bị ra tinh. Mà khi mà không cương mà nó có một cái nhạy cảm gì đó là nó tự ra tinh. Mà đi khám bác sĩ thì họ cho uống thuốc, mà họ bảo là cái gì ta, họ bảo là nó bị quật tinh. À thế á. Mà người ta cũng đang điều trị thuốc nam mấy y học cổ truyền của Đà Nẵng á. Vâng ạ. Vâng. Nhưng mà anh, chúng chưa thấy đỡ, uống được 3 cây. Anh có một cái, năm nay anh 67 tuổi rồi đúng không ạ? Vâng ạ. Vâng. Thế anh, xin lỗi, sức khỏe của anh tốt không? Anh có bệnh sức nền khỏe gì bình không thường, ạ? Không có bệnh gì hết, ăn được, ngủ được và vâng. Đang làm việc. Vâng. Cương dương thì có vấn đề gì không anh? Cương dương thì nó cương lên là ví dụ như nó bị đi tiểu mà nó cương thì nó xuống là nó không gì hết. Nhưng mà không đi tiểu mà nó mình làm sao mà nó nhảy cỏm nó cương là nó xuất tinh, nó xuống là nó xuất tinh. Và vâng. Có những khi mà mình làm việc nhảy cỏm nó tiếp xúc với phụ nữ á, tại vì công việc của mình là làm sau bóp bấm nguyệt mà nó chỉ cần tiếp xúc với phụ nữ là nó tự xuất tinh. À anh lại là làm nghề xoa bóp bấm huyệt ạ? Vâng, vâng. Xin lỗi, anh còn có vợ không ạ? Vợ có nhưng mà vợ ở xa mà thâu rồi, tức là không có quan hệ mấy năm rồi, hai năm rồi không quan hệ với phụ nữ. Vâng. Tức là cái đời sống tình dục của nhà anh nó cũng không ổn định lắm đúng không? Bởi vì là vợ thì cũng không ở nhà, mà anh lại làm cái nghề cũng hay tiếp xúc với cả các chị em. Thế và cứ khi tiếp xúc với chị em thì đôi khi nó cũng bị xuất tinh như vậy đúng không anh? Vâng, vâng. Nó không cưng cứng như nó vẫn xuất tinh. Vâng. Tôi nghĩ là bởi vì cái đời sống tình dục nhà mình nó không ổn định ấy ạ. Tức là mình không xuất tinh thường xuyên, thế cho nên là khi mà mình gặp chị em ấy thì mình xuất tinh được, chứng tỏ là mình vẫn còn bình thường mà anh. Cái đấy thì mình lại không có gì là phải ngại lắm. Tôi nói là như vậy. Nhưng mà những cái mà như anh nói, ví dụ nhiều khi ngủ mà nghĩ đến chuyện đấy là nó cũng xuất tinh đúng không ạ? Rồi mình đi tiểu là nó cũng xuất tinh phải không anh? Alo? Ý là mình làm gì cho nó nghĩ đến là nó cương lên sao mà nó sụp xuống, sạch xuống rồi đóng sụp. Khi mà anh vâng thì tôi cũng chưa nghĩ nhiều đến vấn đề bệnh lý ạ, bởi vì là của mình nó cũng cái chuyện quan hệ tình dục của mình nó cũng không được bình thường ấy, nó không được thường xuyên ấy, cho nên có thể là lâu lâu mình sẽ xảy ra cái hiện tượng như vậy. Hoặc là kể cả khi anh lâu anh không quan hệ tình dục, anh tự thủ dâm nó cũng sẽ xuất tinh như thế mà. Nhưng mà thôi, thì anh cũng có nói là anh đã đi khám ở bệnh viện Đà Nẵng rồi phải không ạ? Vâng, đang điều trị. Vâng, anh đang điều trị bên Đông Y à? Vâng. Vâng ạ, nó có cải thiện không anh? Nó cũng sơ uống, bây giờ uống 3 tuần rồi, bây giờ người ta cho uống tuần thứ 4 và thứ 5. Vâng, đấy là đang uống thuốc điều trị Đông Y anh nhỉ? Vâng. Vâng. Tôi nghĩ là có lẽ là anh cứ tiếp tục điều trị đi ạ. Vâng, mình điều trị xem là nó tiến triển nó như thế nào. Tại vì là mình cũng rất cần phải biết được là nó từ nguyên nhân là từ cái cơ quan sinh dục của mình hay là nguyên nhân ở những cái bệnh lý ngoài cơ quan sinh dục của mình mà nó gây ra cái hiện tượng như vậy. Thế nếu có điều kiện thì mình có thể có bạn tình để mình có thể có cái việc quan hệ tình dục nó ổn định một chút, thì hy vọng là trường hợp của anh nó sẽ ổn mà.
anh ạ. Vâng. Rồi, chúc anh có sức khỏe thật tốt nhá. Xin chào anh. Cảm ơn bác sĩ Hoàng Thúy Hải. Quý vị đang theo dõi chương trình Cửa sổ tình yêu, số điện thoại tổng đài 0243 826 2625 đang chờ quý vị kết nối. Hãy nhấn nút đăng ký kênh của chúng tôi để theo dõi chương trình Cửa sổ tình yêu mới nhất. Quý vị khán thính giả thân mến, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình Cửa sổ tình yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại gọi đến từ thủ đô Hà Nội. Alo, xin chào khán giả gọi đến từ Hà Nội. Dạ. Alo. Alo ạ. Tôi đang nghe bạn nói đây. Mình muốn tư vấn ý ạ. Ừ, bạn nói câu hỏi của mình đi thì mới tư vấn được chứ. Em gái của mình thì hiện tại là sinh năm 1995 ấy ạ. Ừ. Thì có sống tại bên Nhật là 8 năm. Ừ. Và có yêu một anh bên đó 5 năm ấy ạ. Ừ. Nhưng mà hai người yêu nhau thì gia đình bạn trai có phản đối ấy ạ. Ừ. Thì sau đó thì em gái của mình có về nhà, về Việt Nam ấy ạ. Ừ. Thì lại có một anh kia có thích em gái của mình. Ừ. Thì hai bên gia đình đều thích nhau ấy ạ, nên là gán ghét hai đôi này. Rồi. Thì em gái của mình, em gái của mình thì lại đăng ký kết hôn với cái anh này ở Việt Nam. Ừ. Nhưng mà lại tức là vẫn còn tình cảm với anh ở bên Nhật ấy ạ. Rồi. Thì sau khi mà đăng ký kết hôn với anh ở Việt Nam này thì em gái của mình kiểu cảm thấy hối hận ấy ạ. Ừ. Và suy nghĩ là sợ là khi mà mình sống với anh ở Việt Nam này mà không có tình cảm ấy ạ. Ừ. Thì sau này mình sẽ kiểu cảm giác là sẽ hối hận ấy ạ. Ừ. Thì mình muốn xin lời khuyên cho em gái của mình nhé. Ừ. Em gái của mình sinh năm 95, thế còn mình sinh năm 9 mấy đấy? Dạ, mình 46 tuổi rồi ạ. Rồi, thì em gái của bạn hiện tại đang sống ở Việt Nam hay đang sống ở bên Nhật? Em gái của mình thì hiện tại là vẫn đi đi về về ấy ạ. À rồi, đã đăng ký kết hôn với cái anh chàng mà chính bản thân cô ta cũng thấy thích đúng không? Rồi là hai bên đều thích nữa đúng không? Tại vì hai bên gia đình rồi đều thích, bạn có trình bày rồi. Ừ. Nhưng mà cô này thì cô em gái của mình thì yêu cái anh ở bên Nhật hơn, nhưng mà do cái gia đình của anh bên Nhật này thì kiểu phản đối cái cuộc hôn nhân này, tại vì nghĩ là cái cô này, cái cô em gái của mình là kiểu yêu cái anh chàng bên Nhật là vì điều kiện chứ không phải là thực lòng ấy ạ. Rồi, tóm lại là như thế. Nhưng mà vừa về Việt Nam vừa đã vội vàng đi kết hôn với cả một chàng trai khác. Thì cái em gái của bạn 30 tuổi rồi mà tại sao lại có những cái suy nghĩ buồn cười nhỉ? Và bây giờ thì đã kết hôn rồi thì có đang làm đám cưới chưa? Kết hôn và đã là mới làm đám cưới ạ. Rồi, thế bây giờ hai vợ chồng sống với nhau thì? Tức là mới về sống với nhau nhưng mà em gái của mình cũng tâm sự là ở với nhau nhưng mà kiểu không có tình cảm ấy ạ. Rồi, nếu mà lần sau nhá, bạn muốn nghe tư vấn thì bảo em gái của bạn gọi trực tiếp cho chương trình. Chứ bây giờ chúng tôi có tư vấn cho bạn thì bạn cũng thể truyền đạt, không thể truyền đạt hết nội dung của cuộc tư vấn với em gái của mình đâu nhá. Nhưng dù sao thì đã kết nối với bạn ở đây rồi thì anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với bạn. Xin mời anh Đinh Đoàn ạ. Rồi, xin chào bạn trẻ 46 tuổi đến từ Hà Nội. Đúng như anh Thành Văn nói đấy, một cô gái cũng có ăn có học, cũng đi nước trong nước ngoài rồi mà suy nghĩ về chuyện hôn nhân với tình yêu nó quá là trẻ con. Thích rồi không thích rồi, cưới rồi xong giờ lại nhạt rồi, không hiểu rằng cô ấy muốn gì. Bây giờ thì dù sao chăng nữa, vợ chồng có thể chưa yêu nhau lắm nhưng mà kết hôn rồi, đã ăn ở với nhau làm đám cưới rồi. Nếu có muốn gì chăng nữa không thể cứ thế mà lặng lẽ ra đi, cần thiết lại phải ra tòa ly hôn đúng không? Việc thứ hai là cái tâm lý mà con cá mất là con cá to. Bên kia gia đình người ta cũng khinh mình, người ta nghĩ rằng chắc chả phải yêu đương gì mà bám lấy con người ta vì là người ta Nhật, là người Nhật giàu có. Thế rồi cái thằng cu con trai kia nó cũng chẳng bảo vệ được bản thân mình.
gia đình người ta nghĩ gì không quan trọng, nhưng mà bản thân cái chàng trai ấy đáng lẽ nếu thật sự yêu em gái mình thì có thể nói với gia đình rằng là không, chúng con yêu nhau thật sự và cô ấy rất phù hợp với con, cô cũng chẳng cần biết nhà mình giàu hay nghèo, chúng con lấy nhau chúng con sẽ ở riêng, chúng con mua nhà riêng chẳng hạn, ví dụ như thế thì mình mới còn mong với đợi với tiếc. Còn bây giờ cứ sang sang về về vơ va vơ vẩn, rồi có khi lấy thì nó chẳng lấy, nhưng mà vì mình còn đang nhớ mà, đang nhớ rồi là sang đấy rồi gian díu với nhau, rồi là cứ về Việt Nam thì ngủ với anh Việt Nam, sang Nhật thì ở với anh Nhật, thì rồi đến lúc sôi hỏng bỏng không, cái anh ở bên nhà anh mà biết rằng vẫn còn tâm hồn còn để với cái anh Nhật đấy, người ta có cái lòng tự ái, bản thân người ta bỏ rơi mình ấy, thì sang bên Nhật thì không ai chứa chấp, về bên này thì chồng, đúng là bây giờ là có chồng rồi đấy, chồng không chấp nhận, rồi em gái mình lại gãy đổ, rồi không biết rằng đến lần thứ mấy thì mới trụ lại được bình thường. Cho nên là cái suy nghĩ của bạn gái là rất 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 đáng lo ngại, rất không trưởng thành nha. Cho nên là nếu mình là người lớn ấy thì mình hãy khuyên thế này này. Thứ nhất, mình phải nhìn thẳng vào thực tế là bây giờ không có ai ép các em và cậu ấy là lấy nhau đàng hoàng. Bố mẹ thì thích nên nó chỉ là một chuyện thôi, nhưng bản thân em cũng thích và đã đăng ký kết hôn, bây giờ thành vợ thành chồng. Nó mới chưa quen thì làm sao mà yêu ngay được, trong khi đầu vẫn còn ôm ấp cái hình bóng của cái anh Nhật kia thì làm sao mà có thể nhập mới. Giá bạn cứ từ từ để bạn nguôi ngoai cái anh Nhật kia thì đã không, nhưng mà đây thì chưa nguôi được Nhật thì đã lấy người Việt. Cho nên là nói rằng là thôi bây giờ thì cái đoạn ở bên Nhật đấy thôi đi, đi đi về về làm cái gì, tiếc nuối cái gì khi người ta chẳng còn cần gì đến mình, đúng không? Tập trung ở bên này, nghĩ xem làm ăn gì đi, nghề ngỗng gì đi, vợ chồng cùng làm, thì rồi dần dần tình cảm nó mới nảy sinh, nó mới gắn bó. Chứ cứ qua qua về về là, rồi không khéo là sôi hỏng bỏng không, dở đi mắc núi dở lại mắc sông, cả đôi bên người ta bỏ rơi, mình không biết cuộc đời của mình như thế nào đâu đấy. Tôi nghĩ rằng là những cái chia sẻ vừa rồi của anh Đinh Đoàn, bạn sẽ truyền đạt lại cho cô em mình. Rõ ràng là cuộc sống thì có nhiều điều có thể xảy ra, nhưng mà mình phải lựa chọn cái phương án tối ưu nhất thì mới có cuộc sống ổn định nhá. Xin chào bạn. Cảm ơn ạ. Cảm ơn chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn. Quý vị khán thính giả thân mến, thời lượng dành cho chương trình Cửa sổ tình yêu của chúng ta ngày hôm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị khán thính giả trong chương trình Cửa sổ tình yêu số tiếp theo.